Chương 241, ngôi nhà ánh dương. Nghe xong những lời này, ánh mắt Diệp Thu nhìn về phía Lưu Điềm Điềm cũng tràn ngập sự đồng tình. Anh biết, bởi vì tuổi thơ trải qua quá nhiều chuyện bi thảm nên mới khiến Lưu Điềm Điềm tạo nên một bóng ma tâm lý thật lớn. Cho nên cô bé không có một chút tin tưởng đối với thế giới này, thậm chí còn sinh ra cảm giác sợ hãi. Bởi vì người lớn mang đến cho cô bé những tổn thương vô cùng sâu sắc. Cho nên, trong ánh mắt của cô bé bọn họ cùng với ác quỷ cũng không khác nhau nhiều lắm. Đây cũng là nguyên nhân khiến lần đầu Lưu Điềm Điềm nhìn thấy Diệp Thu lại có thể sợ đến mức trốn trong lòng của Âu Dương Hảo. Mặc dù khoảng thời gian đầu, Lưu Điềm Điềm đối với Âu Dương Hảo cũng rất e sợ. Tuy nhiên sau đó Âu Dương Hảo cứu cô bé khỏi đám buôn người, lại mua quần áo mới cho cô bé, cho cô bé một cuộc sống hạnh phúc ngắn ngủi. Mãi cho đến lúc này Âu Dương Hạo mới đổi được một chút niềm tin của cô bé mà chỉ sợ đây chính là sự tin tưởng cuối cùng của Lưu Điềm Điềm đối với thế giới này. Diệp Thu thở dài một hơi, kỳ thật, cuộc sống thời thơ ấu của anh cũng không khác biệt là mấy so với Lưu Điềm Điềm, cũng là tại thời điểm anh còn nhỏ đã trải qua nỗi đau mất cả ba lẫn mẹ. Cho nên đối với cảm nhận của Lưu Điềm Điềm, anh có thể hiểu được. Diệp Thu hít sâu một hơi, anh ngồi xổm xuống trước mặt Lưu Điềm Điềm, kiên nhẫn mỉm cười nói, Điềm Điềm, không cần sợ hãi, chú và chú Âu Dương Hạo là hai người bạn tốt cháu có thể tin tưởng chú Âu Dương, cũng có thể tin tưởng chú. Lưu Điềm Điềm ngẩng đầu liếc mắt nhìn Âu Dương Hạo một cái. Điềm Điềm, chú Diệp cũng giống như chú, cả hai đều là người tốt, nhất định sẽ không làm tổn thương cháu. Audio điện tử võ tấn bền. Âu Dương Hạo mỉm cười nói. Nghe được những lời nói này, Lưu Điềm Điềm mới quay mặt nhìn về phía Diệp Thu. Tuy rằng đã nghe được những lời cam đoan của Âu Dương Hạo, Vẻ sợ hãi trên khuôn mặt cũng đã biến mất rất nhiều, nhưng trong tròng mắt to tròn của Lưu Điềm Điềm vẫn tràn ngập sự kiêng kỵ và đề phòng. Quả thật là muốn làm cho cô bé lập tức tin tưởng là điều không dễ dàng gì. Trước kia Lưu Điềm Điềm đã phải trải qua rất nhiều đau khổ, muốn nhận được sự ỷ lại của cô bé cũng không phải là chuyện dễ dàng có thể làm được. Tuy nhiên, Diệp Thu cũng không nóng vội, anh kiên nhẫn mỉm cười nói, "Điềm Điềm, cháu có muốn ăn cơm không? Nếu cháu muốn ăn cơm, Chú Diệp sẽ đi làm cơm cho cháu. Không đợi Lưu Điềm Điềm trả lời, Âu Dương Hạo đã giành nói trước, anh ta vội vàng gật đầu, mau chóng nói, "Được, được, được, đại ca, anh mau đi làm cơm đi, đã lâu rồi em chưa được nếm qua cơm anh nấu." Âu Dương Hạo liên tiếp nuốt nước bọt, trên mặt anh ta lộ ra lòng tham. "Tôi không hỏi cậu." Diệp Thu liếc mắt nhìn Âu Dương Hạo một cái, anh tức giận nói, "Hi hi, em cũng chỉ là quá nhớ hương vị đồ ăn của anh mà thôi." anh không biết chứ từ khi nếm qua đồ ăn anh nấu, khi ăn những đồ ăn khác, quả thật chính là vị như sắp vậy. Âu Dương Hạo ngượng ngùng cười, anh ta lập tức nhìn Lưu Điềm Điềm, nói, "Điềm Điềm, cháu mau đồng ý với chú Diệp đi, đồ ăn chú Diệp nấu vô cùng ngon, ở chỗ khác nhất định không thể so sánh được." "Vâng." Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ của Lưu Điềm Điềm khẽ gật. "Ha ha, đại ca, anh nhìn xem, Điềm Điềm đồng ý rồi." Âu Dương Hạo nhất thời hoan hô nhảy lên quả thật nhìn không khác gì một đứa trẻ 2 tuổi. Lần này xem như tôi nể mặt lưu điềm điềm, cho cậu chiếm tiện nghi một lần. Diệp Thu bất đắc dĩ lắc đầu cười, anh lập tức lấy ra chìa khóa biệt thự, xoay người đi về phía cửa chính biệt thự. Thấy vậy, Âu Dương Hảo vô cùng vui vẻ, anh ta cúi đầu nhìn Lưu Điềm Điềm, cười nói, Điềm Điềm, cháu nhìn thấy không, lần này chú Âu đây chính là được hưởng ké hào quang của cháu đấy. Vâng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lưu Điềm Điềm lộ ra một nụ cười, bởi vì khi cô bé đi cùng Âu Dương Hạo và Diệp Thu thì cảm nhận được sự ấm áp. Đồng thời, cô bé còn cảm nhận được một cảm giác mà bản thân mình đánh mất đã lâu, nhiều năm như vậy cô bé cũng chưa từng được lại trải qua cảm giác đó. Đó chính là tình thân. Sau khi trở lại biệt thự, Diệp Thu nấu một vài món ăn cho Âu Dương Hạo và Lưu Điềm Điềm ăn trước, sau đó lập tức ra ngoài mang cơm đến công ty cho Lâm Thanh Nhã. Trên đường trở về nhà, Diệp Thu vô tình gặp được tổng giám đốc Tô Hán Sơn của công ty trách nhiệm hữu hạn Bách hóa Thiên Tuyết. Ông ta đến đây là để tặng xe cho Diệp Thu, bởi vì lần trước ông ta làm hỏng xe của Diệp Thu cho nên vốn Tô Hán Sơn muốn bồi thường cho Diệp Thu một chiếc xe mới. Nhưng Diệp Thu nói anh không cần, Tô Hán Sơn đành phải nghe lời anh mang chiếc xe cũ đi sửa chữa. Bây giờ chiếc xe đã được sửa xong xuôi, ông ta vội vàng mang đến cho Diệp Thu. Diệp Thu kiểm tra một chút, sau đó anh hài lòng gật đầu cười nói, sửa không tồi. Anh Diệp hài lòng là tốt rồi. Tô Hán Sơn cung kính nói. Cùng lúc đó, trong lòng ông ta khẽ thở phào một hơi. Phải biết rằng, vì để khiến cho chiếc xe của Diệp Thu trông giống như không có chút hao tổn nào, ông ta đặc biệt phải tìm bốn chuyên gia sửa xe đặc biệt. Bốn chuyên gia nhìn thấy chiếc xe mà Tô Hán Sơn muốn bọn họ sửa chữa, thậm chí bọn họ còn nghĩ Tô Hán Sơn đang nói đùa. Sau khi biết được sự thật, bốn chuyên gia vẫn còn không muốn sửa chiếc xe này dù sao bọn họ cũng là những chuyên gia cao cấp chuyên sửa chữa dòng xe ferrari không bao giờ động tay đến loại xe này của diệp thu thế mà ông ta lại để cho bọn họ sửa một chiếc xe van việc này còn không phải là tự hạ thấp giá trị con người của bọn họ hay sao sau khi tô hán sơn tận tình khuyên bảo cùng với việc ông ta chủ động tăng thù lao lên đến ba lần bốn chuyên gia sửa xe kia mới để mắt tới hơn nữa chiếc xe này cũng không khó sửa Lúc này bọn họ mới miễn cưỡng đồng ý. Hiện giờ, nhìn thấy Diệp Thu vừa lòng, tảng đá trong lòng Tô Hán Sơn cuối cùng cũng được bỏ xuống, ông ta đứng chờ Diệp Thu mở cửa xe trở lại biệt thự. Lúc này, vừa đúng lúc Âu Dương Hạo dẫn Lưu Điềm Điềm đi ra. Món ăn có ngon không? Diệp Thu nhìn thấy Lưu Điềm Điềm, anh mỉm cười hỏi. Có ạ. À? Lưu Điềm Điềm ngượng ngùng gật gật đầu. Vậy thì lên xe đi. Diệp Thu cười nói. Đi đâu ạ? À? Lưu Điềm Điềm nghi ngờ hỏi. Điềm Điềm, chú Diệp đưa cháu đến một nơi có rất nhiều bạn nhỏ. Ở nơi đó, cháu có thể quen được rất nhiều bạn tốt, về sau, cháu sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn nữa. Thật vậy ư? Vẻ mặt Lưu Điềm Điềm tràn đầy chờ mong. Đương nhiên rồi. Âu Dương Hạo cười gật đầu. Được, vậy Điềm Điềm muốn đi. Lưu Điềm Điềm vô cùng vui vẻ mà đồng ý. Long thần ở rể Diệp thu chuyện phun chương 242 đưa cho tôi 3 triệu đồng. Cũng chính là vì những lý do khác nhau này, mức lương của các nhân viên trong ngôi nhà Ánh Dương khá cao, thậm chí chế độ phúc lợi còn vượt qua giới công chức. Mà người đứng đầu của ngôi nhà Ánh Dương, thậm chí còn có quyền lực vô cùng mạnh mẽ ở thành phố Giang Châu, địa vị cũng vô cùng cao, vinh váo tự đắc, khó có thể tiếp cận được. Người bình thường căn bản không dám đi trêu chọc. Diệp Thu lái xe, anh đi đến cổng vào của ngôi nhà Ánh Dương, định lái xe tiến vào mà đúng lúc này một nhân viên bảo vệ mặc đồng phục trên tay cầm dùi cui điện đưa tay chặn xe của diệp thu lại dừng lại anh đang làm gì vậy diệp thu hạ cửa kính xe xuống anh nhàn nhạt nói tôi có một cô bé muốn gửi đến ngôi nhà ánh dương có thủ tục trước hay không nhân viên bảo vệ liếc nhìn lưu điềm điềm trong xe lạnh lùng hỏi có âu dương hạo lập tức lấy một bộ hồ sơ từ trong ngực ra đưa cho nhân viên bảo vệ đây là giấy chứng tử của ba mẹ cô bé mà ở cục cảnh sát anh ta đã sắp xếp cho Lưu Điềm Điềm, cũng như các thủ tục liên quan để chứng minh Lưu Điềm Điềm là trẻ mồ côi. Dù sao muốn tiến vào cô nhi viện, những thủ tục này là cần thiết. Vì vậy Âu Dương Hảo đã chuẩn bị trước mọi thứ, để không có vấn đề gì xảy ra. Thật đúng là suy nghĩ thấu đáo. Sau khi bảo vệ nhận túi hồ sơ, anh ta thản nhiên lật qua lật lại, mở ra liếc nhìn một cái, sau đó ném qua một bên, chế nhạo nói anh đưa cho tôi các giấy tờ giả phải không? Thứ tôi nói không phải là những thủ tục này. Vậy thì anh muốn những thủ tục gì? Diệp Thu cau mày, anh nghi ngờ hỏi. Giấy chứng nhận của Phó Viện Trưởng Vương của chúng tôi, chỉ có cái này mới có thể vào được, nếu không, cho dù các giấy tờ khác có hoàn thiện đến đâu cũng không được tiến vào nơi này. Nhân viên bảo vệ khinh thường nói. Nếu tôi nhớ không lầm, quốc gia quy định chỉ cần chứng minh được mình là trẻ mồ côi, thủ tục đầy đủ thì có thể vào cô nhi viện. Tại sao phải cần có sự đồng ý của phó viện trưởng Vương của các anh cơ chứ? Sắc mặt Diệp Thu trầm xuống, anh lạnh lùng hỏi. Đó là ở nơi khác, ngôi nhà ánh dương của chúng tôi khác với các trại trẻ mồ côi khác. Mục tiêu hỗ trợ chính của chúng tôi là ở thành phố Giang Châu và là trại trẻ mồ côi tiêu chuẩn hàng đầu trên khắp cả nước. Vì vậy, tiêu chuẩn tiếp nhận trẻ mồ côi của chúng tôi đương nhiên cao hơn các trại trẻ mồ côi khác. Chúng tôi chỉ chấp nhận những đứa trẻ có điều kiện tốt, đây là quy tắc của phó viện trưởng Vương. Vì vậy, trừ khi anh có thể tìm được phó viện trưởng Vương của chúng tôi và nhận được sự đồng ý của ông ấy. Nếu không, hai người cũng nên quay trở về đi." Nhân viên bảo vệ rất kiêu ngạo nói. Xét cho cùng, với tư cách là nhân viên bảo vệ của ngôi nhà ánh dương, theo bản năng, anh ta sẽ có cảm giác mình ưu việt, có tài trí hơn người khác. Nghe xong những lời mà nhân viên bảo vệ nói, sắc mặt Diệp Thu lập tức ảm đạm. Trong ánh mắt anh hiện ra một chút giận dữ. Phải biết rằng, Lưu Điềm Điềm, đứa trẻ này mồ côi cả ba lẫn mẹ, hoàn cảnh vô cùng đáng thương. Cho dù đây có phải là nhà phúc lợi do nhà nước thành lập hay là một trại trẻ mồ côi thì tất cả mục đích đều sẽ là để mang đến cho những đứa trẻ này một mái ấm, để chúng cảm nhận được bản thân mình đang được ở nhà một lần nữa. Ở nơi này, vốn dĩ ai cũng được ngang hàng với nhau. Nhưng bây giờ, ngôi nhà ánh dương này thậm chí còn chia trẻ mồ côi thành nhiều tầng lớp khác nhau chỉ những đứa trẻ mồ côi có điều kiện tốt mới được vào điều kiện không tốt thì không được vào đây không phải là hành động phân biệt đối xử với đám trẻ hay sao một đứa trẻ mồ côi hay là một món hàng để bọn họ giao dịch trong lúc nhất thời một ngọn lửa bừng lên trong lòng diệp thu với tính tình của anh những chuyện thực sự tầm thường sẽ không khiến anh tức giận nhưng sự việc này quả thực đã chạm vào điểm mấu chốt của anh. Phó viện trưởng Vương của các người đang ở đâu? Diệp Thu nheo mắt, lạnh giọng hỏi. Anh muốn gặp ư, cũng được thôi, nhưng nếu muốn gặp thì phải bỏ tiền ra. Nhân viên bảo vệ đưa tay phải của mình ra, cười lạnh nói. Tiền gì? Diệp Thu cau mày. Tiền dẫn đường, anh đưa cho tôi 3 triệu đồng, tôi dẫn anh đi gặp phó viện trưởng của chúng tôi. Đương nhiên nếu như anh nguyện ý cho tôi nhiều tiền hơn thì ở trước mặt phó viện trưởng vương tôi cũng có thể nói giúp anh vài câu có khi chuyện này sẽ được thực hiện nhân viên bảo vệ nhếch miệng tự mãn nói nhìn thấy những câu nói thành thục như vậy của nhân viên bảo vệ loại chuyện tương tự này e rằng anh ta cũng đã làm không ít chẳng trách khi anh vừa mới đến anh ta đã nói thẳng rằng cần giấy chứng nhận sự đồng ý của phó viện trưởng vương mới được không ngờ nhân viên bảo vệ ở đây lại dựa vào loại chuyện này để kiếm thêm tiền cho mình rõ ràng phó viện trưởng vương này cũng không phải là người tốt ngay cả nhân viên bảo vệ này cũng giống như vậy trong phút chốc khuôn mặt của diệp thu trở nên rất lạnh lùng dường như anh sắp nổi giận tinh 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 mà đúng lúc này từ phía sau xe vang lên một tiếng huýt sáo ngay sau đó một giọng nói cực kỳ kiêu ngạo truyền vào trong xe của diệp thu nhìn kia chiếc xe van phía trước rốt cuộc cậu có đi hay không không đi thì nhanh chóng tránh qua một bên Đừng đứng đấy cản đường người khác. Ông đây còn đang có việc gấp, nếu cậu không nhanh chóng tránh ra thì ông đây sẽ lập tức đập nát xe nát bét này của cậu. Cậu có tin hay không? Nghe được những lời nói ấy, cả Diệp Thu và Âu Dương Hạo đang ngồi trong xe đều cau mày, sau đó bọn họ nhìn về phía sau xe qua gương chiếu hậu. Chỉ nhìn thấy một chiếc Land Rover Range Rover đậu ở phía sau xe van của Diệp Thu, rõ ràng là bọn họ cũng đang có ý định đi vào trại trẻ mồ côi. Lúc này cửa kính của chiếc Range Rover đang mở. Một người đàn ông hói với khuôn mặt dữ tợn vươn đầu ra, hét lớn vào mặt Diệp Thu, này, người trước mặt có phải là bị điếc không? Các người không nghe thấy ông đây nói cái gì sao? Mau nhanh chóng cút đi, nếu không đừng trách ông đây không khách khí. Một chiếc xe van mà lại muốn cản đường ông đây, thật đúng là không biết sống chết. Những người đàn ông càng mắng càng khó nghe. Nghe vậy, Âu Dương Hạo đang ngồi trong xe lập tức tái mặt, nhìn Diệp Thu hỏi, đại ca, anh có muốn em giúp anh đối phó với anh ta hay không không cần đang đi trên đường chó sủa với cậu chẳng lẽ cậu còn có thể quay lại cắn một cái hay sao đại ca ý của anh là gì âu dương hạo nghi ngờ hỏi sáng nay tôi dậy hơi sớm tôi ngủ trước một chút diệp thu ngáp một cái sau đó trực tiếp lật cửa sổ dựa vào trên ghế ngồi nhắm mắt lại nhìn thấy cảnh này âu dương hạo cũng sửng sốt sau đó anh ta lắc đầu cười tính tình của đại ca thật sự là không thể nói nổi. Lúc này rồi mà anh không phát điên với người đàn ông kia hay sao? Nghĩ đến chuyện này, Âu Dương Hạo nhìn về phía Lưu Điềm Điềm nói, Điềm Điềm, hôm nay cháu ngủ có ngon không? Nào, nếu không thì ngủ thêm một lát đi. Như vậy có được không ạ? Lưu Điềm Điềm hỏi một cách lo lắng. Dù sao thì người đàn ông phía sau chửi ầm lên trông vô cùng hung dữ. mươi 243, ông đây là Mã Thiên Phóng tình huống gì thế này? Tại thời điểm này mà còn có thể nhắm mắt ngủ được. Nhân viên bảo vệ cao mày, đang định vươn tay gõ kính cửa sổ ô tô, yêu cầu Diệp Thu nhanh lái xe rời đi, đừng có đứng cản đường ở đây. Mà đúng lúc này, chỉ nghe thấy tiếng người đàn ông hói đầu đi xe Range Rover ở phía sau, vô cùng sốt ruột hét vào mặt nhân viên bảo vệ, này, tên bảo vệ kia còn đứng ngẩn ra đấy làm gì? Sốt cuộc là làm ăn kiểu gì không biết, chiếc xe van này đã chắn ngang đường quá lâu rồi, anh còn không mau chóng đuổi đi, có phải là anh cũng muốn đối đầu với tôi hay không? Nghe thấy những lời này, sắc mặt của của nhân viên bảo vệ đột nhiên trầm xuống, anh ta quay đầu chừng mắt nhìn tên đầu chọc, tức giận nói, anh là ai mà lại dám hung hăng nói chuyện với tôi như vậy, tôi làm sao? Tôi còn cần anh phải dạy dỗ hay sao? Mặc dù người đàn ông đầu chọc này lái một chiếc Range Rover, tuy nhiên, với tư cách là nhân viên bảo vệ của ngôi nhà ánh dương, Ngày xưa lúc các doanh nhân giàu có và lãnh đạo thành phố thường xuyên đến thăm cô nhi viện, anh ta đã trông thấy rất nhiều chiếc xe hơi sang trọng. Trong mắt anh ta, Land Rover Range Rover đương nhiên không là gì cả. Ôi, chết tiệt, tên nhân viên bảo vệ nho nhỏ này, lá gan của anh cũng thật lớn. Có muốn biết tôi là ai hay không? Nghe ông đây nói cho rõ, ông đây tên là Mã Thiên Phóng. Gã đầu chọc cười lạnh, bộ dạng ngạo nghễ nói. Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt sắc mặt của nhân viên bảo vệ lập tức thay đổi. Mã Thiên Phóng, đương nhiên anh ta đã nghe qua cái tên này. Đây là một ông chủ bất động sản có tiếng ở Giang Châu. Điều quan trọng nhất là ít nhiều thì người này cũng có lý lịch không tầm thường, phía dưới còn nuôi dưỡng một đám côn đồ. Ở thành phố Giang Châu này cũng được xem là tương đối kiêu ngạo. Không phải là gần đây Mã Thiên Phóng muốn tẩy trắng cho bản thân và làm cho danh tiếng của mình tốt hơn sao? vì vậy anh ta đã quyên góp một triệu cho ngôi nhà Ánh Dương. Đây là một số tiền rất lớn trong số rất nhiều khoản quyên góp. Vì vậy, Mã Thiên Phóng có thể được coi là một nhà tài trợ lớn cho cô Nhi Viện. Phó Viện trưởng Vương từng giải thích dứt khoát rằng nếu Mã Thiên Phóng đến đây, anh ta phải chăm sóc kỹ lưỡng, không được lơ là, nếu không thì phải tự gánh lấy hậu quả. Mà giờ phút này, đợi đến lúc nhân viên bảo vệ nhớ lại những gì anh ta đã nói với Mã Thiên Phóng trước đó, toàn thân anh ta bất giác run lên, vẻ kiêu ngạo trên mặt anh ta cũng lập tức biến mất. Trong lúc nhất thời, nhân viên bảo vệ cũng không thèm đếm xỉa gì đến chuyện khác, nhanh chóng lấy từ trong túi ra một bao thuốc lá trung hoa, nịnh nọt chào hỏi Mã Thiên Phóng, thì ra là ông chủ Mã, vô lễ rồi, vô lễ rồi. Tôi có mắt như mù, không nhận ra anh, thứ lỗi cho tôi, đây, tôi mời anh hút điếu thuốc. Nói xong, bảo vệ vội vàng rút ra một điếu thuốc và đưa cho Mã Thiên Phóng. Chết tiệt, hiện giờ ông đây không muốn hút thuốc mã thiên phóng hất tung điếu thuốc mà nhân viên bảo vệ đưa qua ngạo mạn nói nhân viên bảo vệ sợ tới mức run cả người bụp một cái quỳ dạp xuống đất lại mã thiên phóng ngay tại chỗ anh ta nhanh chóng cầu xin sự thương xót ông chủ mã xin anh hãy bình tĩnh lại tất cả đều là lỗi của tôi vậy nên xin anh đừng để ý những chuyện nhỏ nhặt mong anh hãy thứ lỗi cho tôi tôi còn có mẹ già con thơ thực sự không thể sống thiếu công việc này anh ta thực sự sợ rằng Mã Thiên Phóng sẽ gọi điện cho Phó Viện Trưởng Vương. Trong trường hợp này, công việc của anh ta chắc chắn cũng không thể giữ được nữa. Phải biết rằng, ở thành phố lớn Giang Châu này, với trình độ học vấn và năng lực của anh ta, việc tìm được một công việc tốt hơn là làm bảo vệ cho ngôi nhà Ánh Dương là điều khá khó khăn. Để có được vị trí này, anh ta đã phải tặng quà và hối lộ cho những người phỏng vấn. Nếu bây giờ anh ta mất đi công việc này, chắc chắn sẽ hỏng mất nhìn thấy dáng vẻ hèn mọn của nhân viên bảo vệ mã thiên phóng phá lên cười anh ta nhìn người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi bên cạnh mình đắc ý nói nhìn thấy rồi chứ địa vị thân phận của tôi là gì nhân viên bảo vệ vừa rồi còn kiêu ngạo như vậy nghe đến tên tôi thì sợ đến mức sắp tiểu ra quần rồi ha 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 thật là ở thành phố giang châu không ai không biết đến tên của anh cơ chứ huống hồ chỉ là một tên bảo vệ nhỏ ở khu vực này cho dù là phó viện trưởng vương nhìn thấy anh cũng sẽ phải kính nể vài phần, thành thành thật thật mà thôi. Người phụ nữ quyến rũ nịnh nọt nói. Ha ha ha, đó là điều đương nhiên. Mã thiên phóng lập tức trở nên vô cùng tự đắc, liếc mắt nhìn nhân viên bảo vệ đang quỳ trên mặt đất một cái, chế nhạo ra lệnh, được rồi, anh cũng ít ở đó giả bộ đáng thương đi, mau nhanh chóng khiến cho chiếc xe van kia tránh ra, đừng làm ô nhiễm tầm mắt của ông đây. Vâng, tôi hiểu rồi. Không nói hai lời, Nhân viên bảo vệ vội vàng đứng dậy, đi đến chỗ chiếc xe van của Diệp Thu. Anh ta đưa tay ra đập vào cửa kính tài xế nhiều lần và hét lên: "Này, đám người bên trong kia, mau nhanh chóng lái xe đi chỗ khác, đừng đứng ở đây chắn đường ông chủ mã." Nhưng mà, Diệp Thu đang nằm bên trong xe vẫn nhắm mắt bất động. Nhân viên bảo vệ cũng lo lắng, anh ta nhanh chóng cầm dùi cui điện trên tay đập vài nhát vào cửa kính xe ô tô. Nhưng kết quả vẫn vậy, vẫn không có ai trong xe trả lời anh ta điều này khiến nhân viên bảo vệ rất bất lực. Mà ngay tại thời điểm này, Mã Thiên Phóng ngồi ở chiếc Range Rover phía sau rõ ràng đã rất nóng nảy. Anh ta mở cửa bước xuống xe, nhìn chằm chằm nhân viên bảo vệ, tức giận mắng một tiếng, này, tôi nói anh đúng là đồ phế vật, ngay cả đuổi một chiếc xe van cũng không được, thật sự không biết cô nhi viện nuôi các anh để làm cái gì nữa. Ông chủ Mã, tôi thật sự xin lỗi, tôi đã hét lớn như vậy, nhưng ba người trong xe đều đang nhắm mắt ngủ tôi cũng không có biện pháp nào khác. Nhân viên bảo vệ nói với một khuôn mặt buồn bã và đau khổ. Ngủ. Mã thiên phóng cao mày, đi thẳng về phía trước, đạp mạnh về phía cửa tài xế, sau đó nhìn chằm chằm Diệp Thu đang ngồi trên ghế lái, anh ta mắng lớn, này, này. Thằng nhóc trên xe kia, ông đây cho cậu thêm 10 giây nữa. Nếu cậu vẫn không chịu di chuyển chiếc xe của mình, đừng trách ông đây biến chiếc xe của cậu thành một đống phế liệu. Tuy nhiên, đã 10 giây trôi qua, Diệp Thu trong xe vẫn nhắm mắt không nhúc nhích, hoàn toàn không để ý đến lời nói của Mã Thiên Phóng. Được rồi, thằng nhóc này, nếu cậu vẫn còn ngoan cố như vậy thì đừng trách ông đây. Sắc mặt Mã Thiên Phóng đột nhiên trầm xuống, hai mắt như muốn bùng lên một ngọn lửa. Anh ta trực tiếp đi đến bên đường, không biết từ đâu lấy ra một viên gạch, đi đến trước cửa xe, không nhiều lời lập tức đập mạnh vào cửa kính. Chỉ nghe một tiếng động lớn, cửa xe van bị Mã Thiên Phóng dùng gạch đập thành một lỗ thủng ngay tại chỗ. Diệp Thu ở trong xe nghe vậy, khóe miệng anh khẽ nhếch lên một nụ cười đầy giễu cợt. Sau đó anh mở mắt ra, trực tiếp đẩy cửa xe bước xuống, chỉ tay vào vạch hầm hố trên cửa xe, nhìn Mã Thiên Phóng nhàn nhạt hỏi, anh đập sao? Chương 244, thật ngại quá, tôi không có tiền. Một đường parabol hoàn hảo bay giữa không trung. Bộp, chỉ nghe một tiếng động lớn, viên đá to bằng đầu rơi chính xác trên mui xe Land Rover. Điều này làm cho mui xe Land Rover Land Rover hỏng ngay lập tức, một lỗ thủng lớn hiện ra trước mắt mọi người. Lỗ thủng này quả thật lớn hơn nhiều so với lỗ thủng trên cửa xe của Diệp Thu. Dù sao thì vừa nãy cũng chỉ là cú va chạm nhẹ mà thôi, cũng không có bao nhiêu sức lực. Còn bây giờ là dùng một tảng đá to bằng đầu người trực tiếp đập vào. Hơn nữa, khi Diệp Thu ném viên đá này ra ngoài, anh đã cho thêm một chút linh lực vào viên đá Sức mạnh kia có bao nhiêu đáng sợ, không cần nghĩ cũng biết Vì vậy, vào lúc này, chiếc Land Rover Range Rover của Mã Thiên Phóng không chỉ bị móp mùi xe mà ngay cả động cơ cũng bị va chạm mạnh Bên ngoài bắt đầu xuất hiện khói trắng Rõ ràng, động cơ này về cơ bản đã bị hủy hoại Người phụ nữ quyến rũ ngồi trong xe lúc này cũng đã rất sốc Còn về phía Mã Thiên Phóng, anh ta nhìn chiếc xe đã bị đập nát trước mặt hai mắt lập tức trừng lớn, khóe miệng run rẩy kịch liệt. Giờ phút này, trái tim anh ta gần như chết lặng. Phải biết rằng, đây là chiếc xe anh ta mới mua còn chưa đầy một tháng. Cũng tiêu tốn của anh ta hơn 6 tỷ đồng. Bình thường không cần phải đề cập đến việc anh ta yêu quý chiếc xe này như thế nào, thậm chí nếu dính một chút bụi, Mã Thiên Phóng cũng hận chính mình không thể tẩy rửa hàng chục lần. Nhưng bây giờ, nó đã bị đập phá thành ra thế này việc này quả thật chính là muốn lấy mạng anh ta trong lúc nhất thời đôi mắt của mã thiên phóng đỏ lên anh ta nhìn thẳng vào diệp thu đôi mắt đó gần như đang muốn ăn thịt người khác a à, mẹ kiếp mày vừa làm gì vậy mày có biết mày đang làm cái gì không mã thiên phóng tức giận gầm lên biết tôi vừa phá xe của anh khóe miệng diệp thu hơi cong lên anh nhẹ nhàng nói có phải mày điên rồi hay không mày có biết đây là loại xe gì không Thế mà mày thật sự dám làm?" Mã Thiên phóng nghiến răng nghiến lợi nói. "Không phải chỉ là một chiếc xe bị hỏng sao? Tôi không dám làm cái gì. Đây là điều ban nãy anh nói đó, xe hỏng nên bị đập nát." Diệp Thu nhún vai, vẻ mặt đầy nhìn ngẫm nói. "Xe hỏng? Mày dám nói xe của tao là xe hỏng? Thằng nhóc này, mở to mắt chó của mày mà nhìn cho kỹ. Đây là chiếc Land Rover Range Rover chỉ giá hơn 6 tỷ đồng." bất kỳ bộ phận nào trên xe của tao đều có thể mua được một chiếc xe của mày cho dù có bán cái xe van rách nát của mày đi cũng không thể đến nổi mày có biết không mày cũng dám nói rằng đây chỉ là một chiếc xe hỏng nếu hôm nay mày không thể cho tao một lời giải thích hợp lý nhất định tao cũng sẽ không để yên cho mày mã thiên phóng nhìn thẳng vào diệp thu khinh thường nói vậy sao vậy xin hỏi anh muốn một lời giải thích như thế nào Khóe miệng Diệp Thu hơi giật giật, diễu cợt hỏi. Mày, lập tức quỳ xuống xin lỗi tao, đồng thời bồi thường đầy đủ tiền xe cho tao, tổng số tiền là 8 tỷ đồng, không hơn không kém. Mã Thiên Phóng lạnh lùng nói. Nếu tôi từ chối thì sao? Diệp Thu nhẹ giọng hỏi. Vậy thì mày sẽ chết rất thảm. Vẻ mặt Mã Thiên Phóng vô cùng giữ tận nhìn Diệp Thu một cái, rồi anh ta lên tiếng một cách đầy ngạo mạn. Thằng nhóc này, chắc chắn mày chưa biết tao là ai. Vỉnh tai lên và nghe cho kỹ đây, tao là Mã Thiên Phóng, ở Giang Châu, mọi người đều gọi tao một tiếng ông chủ Mã. Dù là ở Hắc Đạo hay Bạch Đạo, tao đều có tiếng nói. Cảnh sát cũng có người biết đến tao, nếu hôm nay mày không làm tao vừa lòng, tao dám cam đoan, từ nay về sau ở thành phố Giang Châu này, mày sẽ không có chỗ dung thân. Cho nên, nên làm như thế nào, chính bản thân mày cũng nên suy nghĩ kỹ lại đi. Nghe anh nói, cũng thật là đủ ghê gớm. Khóe miệng Diệp Thu hơi giật giật, anh cười nhạt nói: "Mày biết sợ là tốt rồi, mau đến xin lỗi, cố gắng đến lấy lòng tao, nếu tâm trạng của tao tốt lên, còn có thể bỏ qua cho mày. Nếu không thì hôm nay mày cũng đừng hòng rời khỏi nơi này." Khóe miệng Mã Thiên phóng hiện ra một nụ cười đắc ý, anh ta rất kiêu ngạo mà nói: "Theo như lời nói của anh ta, ở thành phố Giang Châu này, anh ta cũng gọi là có chút máu mặt." một nhân vật nhỏ như lái xe van Diệp Thu nhất định khi nghe thấy tên của anh ta sẽ cảm thấy vô cùng sợ hãi, nhất định sẽ thành thành thật thật mà chịu thua. Thật ngại quá, tôi không có tiền. Diệp Thu lắc đầu, nhẹ nhàng nói. Nghe thấy những lời này, nụ cười trên mặt mã thiên phóng đột nhiên cứng lại, sau đó anh ta hung hăng chừng mắt nhìn Diệp Thu, tức giận hét lên, thằng nhóc này, mày đang đùa tao à? Không, 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 tuy rằng tôi nghĩ con số 8 tỷ đồng khá là hợp lý, nhưng tôi thật sự không có tiền cho dù anh muốn đòi tôi cũng không có nếu anh muốn tôi chết tôi nghĩ tôi cũng không giúp anh được điều này khóe miệng diệp thu hơi nhếch lên anh dùng vẻ mặt nghiền ngẫm nói được rồi tốt lắm thằng nhóc này rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt vậy thì mày cũng đừng trách tao không khách khí hôm nay tao sẽ cho mày biết cái gì gọi là thân phận cái gì gọi là địa vị mày nhất định sẽ phải hối hận khi đắc tội với tao sắc mặt Mã Thiên Phóng chợt trầm xuống, anh ta nghiến răng nghiến lợi nói. Nói xong, anh ta quay đầu nhìn nhân viên bảo vệ, mắng, làm cái gì mà ngẩn người ra như vậy? Gọi người cho ông đây ngay lập tức. Vâng vâng, tôi biết rồi. Bảo vệ gật đầu, anh ta không nói thêm gì mà nhanh chóng lấy máy bộ đàm đeo sau thắt lưng ra gọi thêm người đến. Chỉ trong chốc lát, đội trưởng đội bảo vệ vương lực dẫn đầu một nhóm nhân viên bảo vệ đến cô nhi viện. Đội trưởng, nhân viên bảo vệ vừa nhìn thấy đội trưởng đi tới thì nhanh chóng chạy đến nịnh nọt chào hỏi thế nhưng vương lực cũng không thèm nhìn đến nhân viên bảo vệ anh ta trực tiếp dẫn người tới chỗ mã thiên phóng chào hỏi cậu ba mã tôi chờ anh đã lâu chú của tôi đã nhắc nhở tôi phải nghe theo toàn bộ chỉ thị của anh chú của cậu mã thiên phóng cao mày anh ta hỏi chú của tôi là vương long phó viện trưởng vương vương lực nhanh chóng giải thích thì ra là thế Mã Thiên Phóng trầm ngâm gật đầu, sau đó anh ta cười lạnh nói, nếu đã đều là người một nhà thì hôm nay tôi sẽ nói những lời này ở đây. Nếu ai có thể đánh cho thằng nhóc kia trở nên tàn phế, tôi có thể cho người đó một trăm ngàn. Ngôn tình ngược. Nói xong, Mã Thiên Phóng đưa tay chỉ vào Diệp Thu. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của Vương Lực và tất cả đám người bảo vệ đều nhìn chằm chằm vào Diệp Thu, ánh mắt vé ra ánh lửa. Bởi vì trong mắt họ, Diệp Thu không còn là một người nữa, mà là một đống tiền giấy đỏ rực. Cậu ba mã, tên này dám xúc phạm ngài ở ngôi nhà ánh dương, chúng tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua." Vương Lực cười lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp lấy gậy cao su từ trên thắt lưng ra, ra lệnh cho các nhân viên bảo vệ phía sau, "Mọi người, đi theo tôi." Chương 245, cho anh một cơ hội. Thấy vậy, trong mắt Mã Thiên phóng lóe lên một tia khinh thường, trong lòng cười lạnh nói, "Ha ha, đúng là một kẻ không biết sống chết." Lúc này mà lại còn dám giả bộ tinh tướng, chờ đến lúc bị đánh thành tàn phế đi. Nhìn thấy Vương Lực dẫn theo một đội bảo vệ đi đến trước mặt Diệp Thu. Mà lúc này cửa xe mở ra, một bóng đen vụt đến, dừng lại ở trước mặt Diệp Thu. Không phải ai khác, chính là Âu Dương Hạo. "Đại ca, mấy tên nhãi nhép thối tha này, không cần anh phải ra tay làm gì, cứ giao cho tôi là được." Âu Dương Hạo quay đầu lại nhìn Diệp Thu cười nói. Diệp Thu không nói gì, chỉ gật gật đầu. Thấy vậy Âu Dương Hạo không nói gì nữa, lập tức lao nhanh vào đám bảo vệ, muốn chết sao. Vương Lực nhìn thấy vậy, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Bởi vì ở trong mắt anh ta lúc này, Diệp Thu bây giờ chính là một trăm ngàn. Mà Âu Dương Hạo lại dám ngăn cản anh ta. Đây là điều mà anh ta không thể nào tha thứ, các anh em, thần chặn giết thần, Phật ngăn giết Phật. Vì một trăm ngàn này, chúng ta cùng sông lên. Vương Lực vung cây gậy cao su trong tay rồi hét lớn. Tất cả đám nhân viên bảo vệ đồng loạt lao về phía Âu Dương Hạo ngay lập tức. Nhìn thấy bọn họ vây quanh Âu Dương Hạo, sau đó cầm cây gậy cao su trong tay hung hăng định đánh vào người Âu Dương Hạo. Mà đúng lúc này Âu Dương Hạo khẽ cử động. Chỉ thấy Âu Dương Hạo hóa thành một cái hình ảnh mờ nhạt rồi biến mất, sau đó lại hiện lên ở trong đám người kia. Tiếp theo là một loạt tiếng hét thảm thiết vang lên ngay sau đó ngoại trừ đội trưởng đội bảo vệ vương lực ra thì tất cả các nhân viên bảo vệ khác đều ngã xuống đất kêu gào thảm thiết nhìn thấy cảnh này vương lực lập tức sững sờ vì anh ta còn chưa kịp phản ứng xem chuyện gì đang xảy ra thì tất cả người của anh ta đã bị đánh gục trong khoảng thời gian ấy chắc cũng chỉ có một vài giây ngắn ngủi thật sự là không thể tin được chuyện này khiến vương lực có cảm giác như mình đang gặp ma mà đứng cách đó không xa Mã Thiên Phóng thấy vậy cũng cực kỳ sợ hãi. Phải biết rằng cô nhi viện Ánh Dương này là một trại trẻ mồ côi trọng điểm được thành phố hỗ trợ. Nhân viên bảo vệ của họ đều được đào tạo một cách chuyên nghiệp nên chắc chắn sẽ mạnh hơn người bình thường. Nhưng khoảng chừng hơn 10 nhân viên bảo vệ mà chỉ trong vòng chưa đầy vài giây, tất cả đã bị đánh gục nằm trên mặt đất. Thật sự là quá kinh khủng, ngay cả hai người cũng cảm thấy khiếp sợ. Khóe miệng Âu Dương Hạo nở một cười khinh bỉ, vươn tay nắm lấy cổ áo sơ mi của vương lực, không cho anh ta phản kháng một chút nào, trực tiếp sốc lên ném tới trước mặt Diệp Thu. Anh lạnh lùng quát lớn, quỳ xuống. Vẻ mặt vương lực thay đổi, nhưng vẫn còn cứng mồm nói, tôi không quỳ, tôi cảnh cáo anh, chú tôi là, tuy nhiên, lời nói của anh ta còn chưa nói hết, Âu Dương Hảo đã đá thẳng vào cẳng chân của anh ta. Chân vương lực mềm nhũn, không kiểm soát được mà quỳ xuống trước mặt Diệp Thu. Hơn nữa, cú đá vừa rồi của âu dương hảo đã làm gãy sụn cẳng chân của anh ta khiến anh ta muốn đứng dậy cũng không được bởi vì mỗi khi anh ta động đậy thì sẽ có một cơn đau dữ dội từ cẳng chân anh ta chuyển đến cực kỳ đau mã thiên phóng ở cách đó không xa nhìn thấy cảnh này sắc mặt cũng thay đổi anh ta biết hôm nay có lẽ mình đã gặp phải một kẻ cực kỳ mạnh nếu dựa vào mình khẳng định sẽ phải gánh chịu tổn hại để đến khi trở về gọi người đến rồi trả thù cũng không muộn Nghĩ đến đây Mã Thiên Phóng xoay người chạy nhanh về xe của mình. Tuy nhiên, anh ta chưa có kịp nhúc nhích, chỉ cảm thấy một cơn gió lạnh thổi sau lưng, khoảnh khắc tiếp theo, một bóng người đứng trước mặt anh ta, chính là Âu Dương Hạo. Thấy vậy sắc mặt Mã Thiên Phóng thay đổi, nghiến răng nghiến lợi nói, nhãi con, tôi khuyên cậu đừng động vào tôi, nếu không, cậu sẽ hối hận. Với thân phận của tôi ở Giang Châu, cũng đủ để cho cậu chết không có chỗ chôn Vậy sao? khóe miệng Âu Dương Hạo dâng lên một nụ cười khinh bỉ, vươn tay túm lấy cổ Mã Thiên Phóng, ép buộc đưa tới trước mặt Diệp Thu, ném xuống đất. Mã Thiên Phóng đang định vùng vẫy đứng dậy khỏi mặt đất thì Âu Dương Hạo đã nhắm ngay vào cẳng chân của Mã Thiên Phóng mà đá một cái. Chỉ nghe một tiếng, rắc. Lập tức Mã Thiên Phóng cũng giống như vương lực, cẳng chân bị Âu Dương Hạo đá gãy tại chỗ, nhất định phải quỳ xuống trước mặt Diệp Thu. Chẳng qua, lần ra tay vừa rồi, Âu Dương Hạo đã suy nghĩ cho anh ta rồi cho nên giờ phút này, anh ta mới không ở trong tình trạng sống dở chết dở, tự nhiên cũng không dám phản kháng nữa, thành thật quỳ xuống trước mặt Diệp Thu. Đại ca, theo em thấy thì cứ giết hết bọn chúng đi. Giữ lại loại chó này cũng chỉ có hại cho xã hội. Âu Dương Hạo nhìn Diệp Thu cười hỏi, giọng điệu dường như đang nói về một điều hết sức bình thường. Khi Vương Lực, Mã Thiên Phóng và những người bảo vệ ở cửa nghe thấy điều này, vẻ mặt của họ thay đổi đáng kể. Anh dám, chú tôi là phó viện trưởng của ánh dương đấy. Anh có biết ở Giang Châu ông ấy sở hữu thế lực đáng sợ như thế nào không? Nếu anh động đến tôi, chú tôi nhất định sẽ không tha cho cả nhà anh. Vương lực hung ác nhìn chằm chằm Âu Dương Hạo, tức giận nói. Mã thiên phóng tôi tung hoành ở Giang Châu cũng đã 10 năm, có bản lĩnh thì động đến tôi thử xem, xem sau này các người có thể sống yên ổn được nữa không? Mã thiên phóng cũng lạnh lùng nói. Thật là ồn ào. Diệp thu cau mày, trên mặt thể hiện vẻ không kiên nhẫn. Ôn áo con mẹ nó ấy. Vương Lực liếc nhìn Diệp Thu một cái, tức giận nói, con mẹ nó, nhanh đến thả tôi và cậu ba mã ra, bằng không, hôm nay các người. Nhưng mà Vương Lực còn chưa nói xong thì một vật gì đó đã bay thẳng vào mồm anh ta. Cảnh tượng này làm cho sắc mặt Vương Lực đỏ lên trong nháy mắt, hai tay ôm chặt cổ liên tục ho khan. Biểu cảm kia rất khổ sở, bởi vì vật vừa phi vào miệng anh ta chính là tàn thuốc lá là tàn thuốc mà Diệp Thu vừa chưa hút xong. Mồm miệng sạch sẽ chút, nếu không lần sau tôi không ngại cắt lưỡi của anh đâu. Diệp Thu lạnh lùng nhìn Vương Lực, nói. Cảnh tượng này khiến cho sắc mặt của Mã Thiên Phóng bên cạnh lập tức thay đổi. Audio điện tử võ tấn bền. chương 246, ông đúng là tài giỏi, cậu dám giết tôi. Ha ha, cậu mà dám giết tôi. Mã Thiên Phóng cười lạnh, khinh thường hỏi rõ ràng là anh ta không hề để tâm đến lời nói của Diệp Thu. Đối với anh ta, đó chỉ đơn giản là một chuyện cười. Diệp Thu rõ ràng là đang khoe khoang, nếu là một người bình thường, hãy quên nó đi. Mã Thiên Phóng anh ta là ai chứ? Mọi người trong giang hồ đều gọi anh ta là cậu ba mã. Có liên quan đến cả thiện và ác, giàu có, có xuất thân và có người, mạng lưới rất rộng. Nhìn cả giang châu này xem, rất ít người dám động đến anh ta mà bây giờ diệp thu thậm chí còn dọa giết anh ta điều này khiến anh ta như bị coi thường anh không nghĩ tôi dám sao diệp thu nhẹ giọng hỏi đến đến đây nhãi con tôi sẽ cho cậu ba phần can đảm nếu có bản lĩnh cậu hãy giết tôi ngay hôm nay đi bằng không cậu chỉ có thể chờ chết mã thiên phóng khinh thường nói nói như vậy là anh đang xác định tự mình tìm cái chết đúng không diệp thu mặt không chút thay đổi hỏi đừng nói nhiều nếu cậu làm được thì ra tay đi, đến đây, hôm nay tôi còn chưa chết thì cậu cứ chờ xem, xem tôi có giết cậu không, tên nhãi con. Mã thiên phóng cực kỳ khinh thường hét lên. Thấy vậy Diệp Thu lắc đầu, sau đó liếc nhìn Âu Dương Hạo, trong mắt lóe lên một tia sát ý. Âu Dương Hạo lập tức hiểu được ý tứ của Diệp Thu, đưa tay nhấc mã thiên phóng lên, đưa đến nơi không có người. Dù sao, đây là một trại trẻ mồ côi, và Lưu Điềm Điềm còn đang ở trong xe, Diệp Thu không muốn cô bé nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu như vậy. Nếu không, nó sẽ chỉ để lại cái bóng ma cho tuổi thơ vốn đã khốn khổ của cô bé mà thôi. Nhãi con, cậu định làm gì vậy? Để tôi đi, cậu có tin không? Đợi ông đây trở về sẽ mang người đến giết cậu. Vẻ mặt mã thiên phóng thay đổi, anh ta nhìn chằm chằm Âu Dương Hạo, tức giận mắng. Đừng lo lắng, anh sẽ không trở về được đâu, tôi sẽ tiến anh lên đường. Âu Dương Hạo nắm lấy cổ mã thiên phóng, trực tiếp xách anh ta ra khỏi chỗ. Mã Thiên Phóng cũng bắt đầu hoảng sợ. Dù sao, kỹ năng của Âu Dương Hạo đáng sợ như thế nào, anh ta đã tận mắt chứng kiến. Nếu như Âu Dương Hạo thật sự giết anh, vậy thì anh ta chắc chắn không thể nói lý lẽ được nữa. Nghĩ đến điều này khuôn mặt của Mã Thiên Phóng lập tức thay đổi, anh ta cố gắng vùng vẫy một cách tuyệt vọng. Nhưng mà, ở trong tay Âu Dương Hạo dù có dẫy dụa thế nào cũng vô dụng, thấy anh ta sắp bị Âu Dương Hạo đưa đi. Dừng lại. Tuy nhiên đúng lúc này, một giọng nói lớn đột nhiên vang lên. Nghe thấy âm thanh này, mọi người đều ngẩng đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh. Chỉ nhìn thấy một người đàn ông trung niên mập mạp mặc vest, mặt mày béo ú có cái bụng bự, đi về từ phía trại trẻ mồ côi. Phía sau ông ta có 10 vệ sĩ mặc đồ đen và hơn 30 nhân viên bảo vệ mặc đồng phục cầm dùi cui điện. Đây gần như là toàn bộ lực lượng an ninh của trại trẻ Mồ Côi. Và người đàn ông trung niên béo phì này không ai khác, đó chính là phó viện trưởng của cô nhi viện Ánh Dương, Vương Long. Đừng nghĩ ông ta chỉ là phó viện trưởng của trại trẻ Mồ Côi vì Ánh Dương là kiểu mẫu trong số các trại trẻ mồ côi trong thành phố, nên nó cũng là đối tượng nhận được hỗ trợ chính của thành phố Giang Châu. Vì vậy, Vương Long này có quyền lực đáng kể, quan hệ của ông ta ở Giang Châu cũng rất rộng, đã từng gặp rất nhiều quan chức cấp cao của chính phủ địa vị của ông ta ở giang châu cũng rất cao ít ai dám động đến ông ta nếu không sẽ đón nhận những tai nạn ngập đầu khi mã thiên phóng và vương lực nhìn thấy vương long đi tới ánh mắt vui vẻ vẻ mặt vui mừng như thể vừa nhìn thấy một vị cứu tinh họ biết rằng họ đã được cứu có vương long ở đây diệp thu sẽ không bao giờ dám động đến bọn họ phó viện trưởng vương mau cứu tôi mã thiên phóng vội vàng cầu cứu vương long chú chú cuối cùng cũng đến rồi, nếu chú không tới nữa, cháu sẽ bị tra tấn đến chết. Vương Lực cũng kêu lên đáng thương, chỉ là cổ họng của anh ta bị khàn, bởi vì bị tàn thuốc mà Diệp Thu vừa mới ném vào thiêu đốt. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Vương Long chợt trầm xuống, ông ta vẫy vẫy bàn tay to, chỉ vào Diệp Thu và Âu Dương Hạo, lạnh lùng nói, lên, bắt hai tên côn đồ này lại. Các vệ sĩ phía sau ông ta và nhóm nhân viên bảo vệ lao về phía Diệp Thu và Âu Dương Hạo, bao vây lấy hai người. Thấy vậy Mã Thiên Phóng lấy lại sự tự tin vừa mất, vội vàng quay đầu lại nhìn. Diệp Thu, vẻ mặt kiêu ngạo nói, còn muốn giết tôi sao? Có bị điên không? Tỉnh mộng đi, không nghĩ sẽ có nhiều người tới như vậy sao? Hai người các cậu chuẩn bị bị đánh thành tàn phế rồi, mà chuyện này chính là kết quả của việc dám chọc tức tôi đấy, muốn tôi tìm đường chết hả, à? cặn bã, ha ha ha. Và miệng, Diệp Thu lướt nhìn Mã Thiên Phóng, bình tĩnh nói. Không nói hai lời, âu dương hạo vung tay tát thẳng về phía mã thiên phóng bốp chỉ nghe thấy rõ ràng một cái tát vào mặt má phải của mã thiên phóng sưng tấy cả người anh ta bị choáng váng ngay tại chỗ đầu óc ong ong như có tiếng pháo từ cái này có thể tưởng tượng được cái tát của âu dương hạo mạnh như thế nào thấy vậy sắc mặt vương long càng thêm âm trầm hơn đây là lãnh thổ của ông ta bây giờ ông ta đã cho người bao vây diệp thu và âu dương hạo nhưng Diệp Thu còn dám để Âu Dương Hạo đánh vào mặt Mã Thiên Phóng. Điều này đơn giản là không cho ông ta chút thể diện nào. Hơn nữa đó không phải bộ mặt của Mã Thiên Phóng nữa, mà còn là bộ mặt của Vương Long ông ta, láo tuét. Nhóc con, còn không mau thả cậu ba mã ra, nếu không tôi cho cậu chết không có chỗ chôn Vương Long chừng mắt nhìn Diệp Thu và Âu Dương Hạo, lạnh giọng mắng. Chỉ là phó viện trưởng cô nhi viện mà thôi, lại dám nói những lời độc ác như vậy, phó viện trưởng vương, ông đúng là quan lớn quyền thế. Diệp Thu cười lạnh một tiếng, châm chọc nói. Ha ha, tin hay không thì tùy, tôi, phó viện trưởng, chỉ cần một lời nói cũng có thể khiến cậu, một kẻ đang mặc câm lê chỉnh tề này, không còn chỗ nào để tồn tại ở Giang Châu. Đây là thân phận và địa vị, cậu hiểu chứ, nhóc con. Vương Long cười khinh bỉ nói. Đối với ông ta, có vẻ như Diệp Thu chỉ đang mặc quần áo ngoài vỉa hè chưa đến một triệu đồng một bộ, chắc chắn là không có địa vị gì. Đối với một con kiến như thế này, với thế lực của ông ta ở Giang Châu, muốn giết chết một người như vậy cũng dễ như trở bàn tay. Cho nên ông ta hoàn toàn không để Diệp Thu vào mắt. Chương 247, anh Diệp, anh đang sợ sao? Ha ha, năng lực sao? Có thể hù chết cậu đó." Vương Long ngạo nghễ nói. Diệp Thu không nói gì, vẫy tay với Âu Dương Hạo đang ở bên cạnh âu dương hạo lập tức hiểu ra ý tứ của diệp thu đặt mã thiên phóng đang trong tay xuống mặt đất nhanh chóng lấy điện thoại di động ra đưa cho diệp thu diệp thu nhận lấy điện thoại nhanh chóng gọi điện thoại cho lưu viễn trí nói một vài lời với bên kia sau đó bình tĩnh nói đợi để viện trưởng đi ra một chút nói xong diệp thu trực tiếp cúp điện thoại viện trưởng thằng nhãi này quen biết viện trưởng sao vẻ mặt của đội trưởng đội bảo vệ vương lực đột nhiên thay đổi trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc Đừng nghe cậu ta nói linh tinh, viện trưởng là thân phận gì, chỉ là một tên khố rách áo ôm như cậu ta mà có thể biết được viện trưởng sao? Đừng hồn ào nữa." Mã Thiên phóng cong môi, vẻ mặt khinh thường nói. "Đúng vậy, nếu muốn gặp mặt được ông viện trưởng, địa vị phải trên tôi. Địa vị của ông ấy ở Giang Châu này cũng cao hơn tôi rất nhiều. Ngay cả tôi bình thường thấy ông ấy cũng đều phải lễ phép, huống chi là tên nhóc đi xe van kém cỏi này, cậu ta có là gì chứ?" tôi thấy cậu ta hoàn toàn chỉ là đang giả vờ, ngoặc kép. Phó viện trưởng Vương Long gật đầu, diễu cợt nói. Mà ánh mắt ông ta nhìn Diệp Thu thậm chí còn có chút giống như nhìn một chú hề. Ông ta thấy, Diệp Thu khoe khoang thực sự quá lố bịch và quá buồn cười rồi. Ông ta thà tin rằng trên đời này có ma cũng sẽ không bao giờ tin rằng Diệp Thu, một con kiến kém cỏi lại có thể quen biết được viện trưởng của ánh dương. Đó là điều không thể tuy nhiên khi đối mặt với những lời lẽ khinh thường và mỉa mai của hai người kia diệp thu chọn cách phớt lờ sau khi trả lại điện thoại cho âu dương hạo anh đứng đó không nói gì thấy vậy vương long liếc mắt nhìn anh một cái trong lòng càng thêm khinh bỉ diệp thu hơn bởi vì những gì ông ta nói vừa rồi ít nhiều cũng có chút thăm dò nhưng bây giờ có vẻ như diệp thu thậm chí còn không dám nói lại điều này cho thấy diệp thu thực sự đang giả vờ không hề tự tin chút nào nếu không nếu như ai đó có địa vị thực sự chắc chắn sẽ tức giận bị chế giễu như vậy khẳng định là sẽ cãi lại nghĩ đến đây khóe miệng vương long nhếch lên một nụ cười khinh bỉ khinh thường nhìn diệp thu hỏi thằng nhóc hai người các cậu đã ngoan ngoãn giơ tay chịu trói chưa hay là để người của tôi giúp các cậu thả lỏng gân cốt trước sau đó hai người quỳ xuống cầu xin tha thứ các người chọn một trong hai đi một phút đồng hồ diệp thu nhẹ giọng nói vương long ngạc nhiên một chút Sao mày khó hiểu một phút là sao? Ông còn có một phút để quỳ xuống xin lỗi tôi, sau đó đi ra ngoài, như vậy thì tôi có thể quên chuyện này đi, nếu không ông sẽ hối hận đó. Diệp Thu nhẹ nhàng nói. Lời này vừa nói ra, Vương Long, Mã Thiên Phóng và cả Vương Lực đều ngạc nhiên. Sau đó, cả ba ngửa mặt lên trời cười phá lên. Bao gồm cả vệ sĩ và nhân viên bảo vệ, tất cả đều khinh thường cười, ánh mắt nhìn Diệp Thu như đang nhìn một cái mắc áo mốc nghếch. Bởi vì những lời của Diệp Thu nói, đối với bọn họ mà nói, thật là quá lố bịch. Ha ha ha, thật là buồn cười chết tôi rồi. Tôi, Vương Long, ở Giang Châu nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thấy người nào ra vẻ như cậu đâu, như thế nào. Một phút sau nếu tôi không dẫn người đi, cậu có thể làm gì phó viện trưởng tôi sao? Thật là buồn cười, Vương Long khinh thường chế nhạo nói. Nhóc con, cậu đừng có mang ra châu ra mà thổi bong bóng chứ trường hợp mà cậu giả bộ đe dọa thì phiền cậu nhìn lại thực lực của mình xem, được không? Bán bánh nghỉ dạo mà còn ở đây giả vờ đe dọa, tôi thấy cậu thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào rồi. Mã Thiên Phóng nghĩa mai nói. Diệp Thu lắc đầu, không nói gì. Anh đã cho họ cơ hội, chính là những người này không thức thời, cho nên không thể trách anh được. Được rồi, tôi còn có một chuyện muốn nói, tôi ở đây không phải để nói nhảm với ông vương long liếc nhìn diệp thu một cái đầy khinh thường sau đó trực tiếp ra lệnh cho vệ sĩ và bảo vệ ra tay đánh thật mạnh cho tôi lời vừa nói xong đám vệ sĩ và nhân viên bảo vệ chuẩn bị ra tay với diệp thu và âu dương hạo dừng lại dừng lại nhanh mà đúng lúc này một giọng nói giả nua đột nhiên phát ra từ cô nhi viện ngay sau đó mọi người nhìn thấy một ông lão mặc áo blau trắng vội vàng chạy ra từ cô nhi viện Ông già tóc bạc trắng hình như khoảng chừng 60 tuổi trở lên, sắc mặt rất tốt, mỗi cử chỉ hành động đều lộ ra khí chất không tầm thường. Người này chính là viện trưởng của trại mồ côi Ánh Dương, Tôn Hoành. Ánh Dương có ba phó viện trưởng, nhưng chỉ có một viện trưởng duy nhất là Tôn Hoành. Điều này có thể hình dung ra thân phận của ông ta trong Ánh Dương như thế nào. Chẳng qua giờ phút này, khuôn mặt ông ta đầy lo lắng, ông ta cố gắng chạy hết sức, không dám chậm trễ một chút nào bởi vì vừa rồi, ông ta nhận được một cuộc gọi từ Lưu Viễn Trí. Lưu Viễn Trí nói với ông ta rằng Diệp Thu, người vừa quyên góp một triệu cho cô Nhi Viện cách đây không lâu, sắp bị người của Vương Long đánh ở cổng cô Nhi Viện. Hơn nữa, Lưu Viễn Trí còn đặc biệt nói với ông ta rằng Diệp Thu là bạn quan trọng của ông ấy, nhất định phải đối xử thật tốt, nếu Diệp Thu mất một sợi tóc, ông ấy nhất định sẽ hỏi tội Tôn Hoành. Vì có lời nói của Lưu Viễn Trí, Tôn Hoành không chậm chế một chút nào bỏ qua thân phận và địa vị của Lưu Viễn Trí ở Giang Châu. Khi cô nhi viện Ánh Dương được xây dựng, Lưu Viễn Trí đã quyên góp một nửa số tiền. Vì vậy, chỉ cần Lưu Viễn Trí nói một lời, thì chức viện trưởng này của ông ta cũng đừng mong giữ được. Vì vậy, sau khi cúp điện thoại của Lưu Viễn Trí, Tôn Hoành không nói lời nào vội vàng chạy đến cổng cô nhi viện. Dọc đường đi ông ta cực kỳ lo lắng, đặc biệt là sau khi nhìn thấy cảnh tượng ở cổng bây giờ. Nó làm cho sắc mặt ông ta thay đổi, không nói hai lời mà chạy thật nhanh đến không dám chậm trễ nhìn tôn hoành đang vội vàng đi tới vương long mã thiên phó vương lực và đám bảo vệ đều ngạc nhiên viện trưởng sao ông lại ở đây trên mặt vương long lập tức nở nụ cười nịnh nọt chào hỏi tôn hoành chát không nói một lời tôn hoành tát thẳng vào mặt vương long một cái tức giận hét lên vương long à vương long nhìn xem ông đã làm ra cái chuyện tốt gì đây tôi làm sao Vương Long bị ăn tát thì ngạc nhiên, lấy tay che mặt lại, ngây ngốc đứng một chỗ, vẻ mặt lơ mơ không hiểu gì. Nhưng mà Tôn Hoành cũng lời giải thích nhiều với Vương Long, đi qua ông ta, bước nhanh đến chỗ Diệp Thu, sau đó cúi đầu thật thấp, xin lỗi nói cậu Diệp, tôi không thể giúp được gì. Tôi đến muộn, đã làm cậu hoảng sợ rồi. Lời vừa nói ra, Vương Long, Mã Thiên Phóng, Vương Lực giống như bị sét đánh hoàn toàn ngơ ngác. Tình huống này là thế nào? đường đường là viện trưởng của ánh dương mà lại đi cúi đầu xin lỗi một tên nhãi bán bánh mì và mặc quần áo vỉa hè sao. chương 248, đây mới là địa vị. Không sao. Diệp Thu xua xua tay, nhìn Tôn Hoành nhàn nhạt hỏi, nghe nói, tiêu chuẩn thu nhận trẻ mồ côi của viện khác với những viện trẻ mồ côi khác. Ơ, ờ, anh Diệp, tôi chưa hiểu ý của anh lắm. Cả người Tôn Hoành sững sờ, vẻ mặt không hiểu nói. Không hiểu phải không? Diệp Thu hơi nhếch môi, liếc ba người vương long một cái, cười khẩy nói, tôi nghe nói, muốn gửi trẻ mồ côi vào viện, thủ tục do nhà nước chứng nhận không dùng được, phải có phó viện trưởng vương bên các người đồng ý chứng nhận mới được. Mà muốn gặp phó viện trưởng vương phải đưa cho bảo vệ gác cổng của các người tiền lót đường là một nghìn tệ, là vậy phải không? Vừa nói ra, vẻ mặt tôn hoành thay đổi trong chớp mắt, lắc đầu như chống bỏi, anh ta vội phủ nhận, anh Diệp, trước giờ tôi chưa nghe chuyện này, viện mồ côi của chúng tôi luôn dựa vào tiêu chuẩn thu nhận của nhà nước không hề có quy định như vậy phải không vậy anh có thể hỏi phó viện trưởng vương này thử xem diệp thu trưng ra vẻ mặt mỉa mai nói xin anh diệp yên tâm nếu quả thật có chuyện như thế tôi chắc chắn nghiêm khắc xử tội chứ không tha tôn hoành vội gật đầu lập tức quay người nhìn vương long gần giọng hỏi vương long cuối cùng đã xảy ra chuyện gì viện trưởng cậu nghe tôi giải thích chắc chắn chuyện này là giả cậu không thể nghe lời dèm pha của người ngoài mà xử oan người hết sức trung thành với cậu và viện mồ côi như tôi được. Vẻ mặt Vương Long thay đổi, vội lắc đầu phủ nhận. Nói đùa à, loại chuyện thế này ông ta mà dám nhận chắc chắn là chức vụ này khó giữ. Người ngoài ư, anh Diệp là người ngoài à, anh Diệp là bạn bè của Lưu Viễn Trí, người góp vốn nhiều nhất cho viện mồ côi chúng ta, chuyện anh ấy nói sao là giả được. Tôn Hoành hung giữ liếc Vương Long, lạnh giọng mắng. Cái gì, thoáng chốc mặt vương long càng khó coi hơn, giống như ăn phải phân. Vừa nãy tôn hoành khom lưng xin lỗi đã đủ khiến ông ta ngạc nhiên rồi. Bây giờ biết được chuyện Diệp Thu là bạn của Lưu Viễn Trí, càng khiến ông ta sốc hơn. Thân phận của Lưu Viễn Trí là gì? Người sở hữu số đất đai tuyệt đối khổng lồ ở Giang Châu. Nhìn cả tỉnh Thiên Nam, còn có thể đếm trên đầu ngón tay. Có thể nói thế này. Ở Giang Châu, ngoài mấy dòng họ giàu sang quyền thế, Lưu Viễn Trí không gây bất bình cho ai. Còn Vương Long chỉ là một phó viện trưởng của viện mồ côi hèn mọn này chỉ là con run con dế trước mặt Lưu Viễn Trí mà thôi. Ông ta có chút quan hệ với xã hội thượng Lưu, trước mặt người thường còn giả vờ dọa dẫm được, chứ ở trước mặt Lưu Viễn Trí thì đánh rắm cũng không dám. Mà bây giờ, Vương Long biết mình làm mít lòng bạn của Lưu Viễn Trí. Điều này thoáng chốc dọa ông ta sợ tái cả mặt. Vì ông ta biết, chuyện hôm nay không dễ giải quyết đồ chó nhà ông vô cùng can đảm xúc sinh không có lương tâm dám âm thầm làm những chuyện như vậy sau lưng tôi xem ra anh không cần mạng nữa rồi nếu để ông viễn biết được ông ấy bỏ ra vốn lớn để xây dựng viện mồ côi danh tiếng lại bị ông phá hủy hết ông cảm thấy mình còn có thể sống bao lâu tôn hoành chừng vương long trên mặt đầy vẻ u ám mắng nghe tôn hoành nói xong vương long bị dọa đến nỗi khóe miệng co rúm hai chân mềm nhún đứng không vững ngã ngồi xuống đất nhìn tôn hoành nịnh nọt xin tha thứ viện trưởng tôi biết sai rồi tôi không dám làm chuyện như vậy nữa xin cậu cứu tôi tôi không muốn chết ông xin tôi cũng không có tác dụng gì phải để anh diệp tha thứ cho ông mới được bằng không hôm nay ai nói giúp cũng không được tôn hoành liếc vương long giọng nói lạnh lùng vương long khó khăn nuốt một ngụm nước bọt ông ta vội nhìn diệp thu rồi quỳ gối cúi đầu sát đất cầu xin tha thứ cậu diệp trước đó do tôi có mắt như mù, xin cậu người lớn không chấp kẻ nhỏ, tha cho tôi một lần, sau này tôi không dám nữa. Nhưng mà, đối với việc xin tha thứ của Vương Long, dường như Diệp Thu không ngó ngàng đến, hai mắt của anh khép hờ không nói chuyện. Tôn Hoành thấy vậy, trong chớp mắt hiểu ý Diệp Thu ngay. Cũng có thể nói, gừng càng già càng cay. Và lại Tôn Hoành lăn lộn ở giới quyền quý này mỗi ngày, càng thấy rõ đạo lý đối nhân xử thế. Thế là anh ta ra lệnh cho mấy vệ sĩ và bảo vệ Vương Long mang đến, đừng có ngẩn người ra nữa, Vương Long phạm lỗi lớn, dạy dỗ thật mạnh cho tôi. Khi nghe lời này, mới đầu vệ sĩ và bảo vệ xứng sở, sau đó không nói hai lời tấn công Vương Long ngay lập tức, tay đấm chân đá Vương Long một trận. Dẫu sao thì bọn họ đều thuộc về viện mồ côi này, đều làm việc cho viện mồ côi này. Nên đối với lệnh của viện trưởng Tôn Hoành, đương nhiên không dám không nghe. Á! À ngay tức khắc, tiếng hét thảm thiết xé tim xé phổi từ cửa lớn viện mồ côi liên tục truyền ra. Khỏi phải nói có bao nhiêu đau đớn. Diệp Thu liếc Âu Dương Hạo một cái. Âu Dương Hạo hiểu ý Diệp Thu vội quay xe van lại, đóng cửa sổ xe rồi che tai Lưu Điềm Điềm lại. Dù sao thì Lưu Điềm Điềm tuổi còn nhỏ, nghe thấy tiếng như thế sẽ càng sợ hơn. Mắt nhìn Vương Long bị đánh sắp không còn giống người, trên mặt toàn máu, mặt mũi bầm dập, nằm dưới đất không nhúc nhích được giống một con chó chết có thể nói lúc này ông ta vô cùng hiền lành được rồi mà lúc này nãy giờ diệp thu vẫn không mở miệng xua xua tay nghe câu này mấy vệ sĩ và bảo vệ dừng lại ngay tức khắc bọn họ cũng không phải kẻ ngốc cả viện trưởng cũng khép na khép nép với diệp thu đương nhiên bọn họ sẽ nghe lời diệp thu rồi dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người diệp thu bước từng bước một đến trước mặt vương long nhấc chân đạp lên vest hàng hiệu, trà trà đế giày, nhàn nhạt, nhạt nói, ông vừa nói với tôi về thân phận và địa vị à. Tôi lái một chiếc xe van tồi tàn, trên người mặc hàng vỉa hè chưa đến 200 tệ. Nhưng tôi lại có thể dùng đôi giày mấy chục tệ đạp lên bảng tên trên bộ vest hàng hiệu mấy vạn tệ của ông, mà ông lại không dám phản kháng chút nào. Đây mới là thân phận, đây mới là địa vị. chương 249, tôi đã quyên góp một ngàn vạn. Không cần thiết nữa, tôi đã cho ông cơ hội rồi, nếu ông không biết quý trọng thì coi như không thể trách tôi được." Diệp Thu liếc nhìn Vương Long, lạnh lùng nói. "Cậu, ý cậu là gì?" Ngay lập tức sắc mặt Vương Long thay đổi rõ rệt, ông ta sợ hãi hỏi lại. Diệp Thu không nói chuyện với Vương Long nữa, anh quay đầu lại nhìn sang Tôn Hoành, nhàn nhạt hỏi, "Viện trưởng Tôn, không cần thiết phải giữ lại loại người này đúng không?" "Đương nhiên, anh cứ yên tâm." Bắt đầu từ hôm nay, Vương Long và đám người của ông ta sẽ không còn liên quan gì đến cô Nhi viện ngôi nhà Ánh Dương nữa, tôi sẽ tự mình điều tra chuyện này. Nếu có tình tiết nghiêm trọng, tôi sẽ khởi kiện ra tòa, chắc chắn sẽ truy cứu trách nhiệm pháp lý của Vương Long và những người đó, tuyệt đối sẽ nghiêm khắc trừng trị." Tôn Hoành vội vã hứa hẹn. Nghe thấy thế, đột nhiên sắc mặt của Vương Long càng thêm nhăn nhó và khó coi phải biết rằng những năm qua ông ta cậy vào chức vị phó viện trưởng mà đã vơ vét được rất nhiều tiền từ trại trẻ mồ côi. Ông ta thường ra ngoài mua đồ cho trại trẻ mồ côi, rồi sau đó kê khống giá lên để ăn tiền hoa hồng. Ông ta cũng tham nhũng rất nhiều tiền do người ngoài quyên góp cho cô nhi viện. Hơn nữa còn lợi dụng chức vụ mà trắng trợn vơ vét của cải, bừa bãi nhận hối lộ ở khắp nơi. Chỉ trong vài năm gần đây, chỉ tính riêng tiền mặt, ông ta đã hốt gọn tất cả là gần 2.000 vạn. Số tiền này chưa tính quả biếu xén của người khác, cũng như bất động sản nhà đất và xe hơi. Tham ô nhiều như vậy, thường thì không có ai kiểm tra nên không sao cả. Nhưng một khi có người bắt đầu điều tra, chắc chắn những việc xấu xa ông ta đã làm trong suốt thời gian qua, sớm muộn gì cũng sẽ cháy nhà lòi mặt chuột. Cuống hồ gì lần này còn do đích thân tôn hoành dẫn người xuống điều tra. Dựa vào số tiền khổng lồ mà Vương Long đã tham ô, cộng với việc ngôi nhà ánh dương là đối tượng trọng điểm được đặc biệt quan tâm ở phía trên coi như lần này vương long toi đời rồi những người như ông ta cần phải trừng phạt thật nghiêm khắc vì vậy chỉ cần mở cuộc điều tra thì chắc chắn ông ta sẽ bị kết tội khi đó ông ta sẽ phải sống nửa quãng đời còn lại của mình trong nhà giam coi như là ở tù mọt gông rồi lúc này vương long đang thực sự trong tình trạng tuyệt vọng đến cùng cực ruột gan cũng cảm thấy ăn năn hối hận lắm rồi nếu sớm biết nói thế nào ông ta cũng sẽ không can dự vào mấy chuyện vặt vãnh này bây giờ thì hay rồi mã thiên phóng không giúp gì được ngược lại còn khiến ông ta phải tự mình vào cuộc điều này khiến ông ta càng nghĩ càng cảm thấy hối hận anh diệp tôi giải quyết theo cách này anh có hài lòng không tôn hoành nhìn diệp thu kính cẩn hỏi diệp thu không trả lời mà quay lại nhìn mã thiên phóng điều này khiến cho sắc mặt của mã thiên phóng lập tức thay đổi tất nhiên hắn ta thấy trột giả cảm thấy có một điểm báo rất đáng sợ đã xuất hiện diệp thu đã xử đẹp vương long bây giờ chắc chắn là diệp thu sẽ xử đến hắn ta nghĩ tới đây mã thiên phóng vội vã lên tiếng rào trước đón sau quay sang tô hoành và năn nỉ ỉ ôi viện trưởng tôn tôi là mã thiên phóng cách đây ít tháng tôi vừa mới quyên góp tiền cho cô nhi viện của chúng ta anh vẫn còn nhớ tôi chứ nhớ tôn hoành lạnh lùng gật đầu nhớ là tốt rồi nhớ là tốt rồi. Viện trưởng Tôn à, làm phiền anh nể mặt tôi đã từng đóng góp một vạn cho cô Nhi Việt, xin hãy cầu xin giúp tôi. Mã Thiên Phóng nhìn Tôn Hoành và cầu xin. Xin lỗi, tôi từ chối. Thậm chí Tôn Hoành còn không thèm suy nghĩ mà thẳng thừng từ chối ngay lập tức. Anh, ngay lập tức sắc mặt của Mã Thiên Phóng tối sầm lại, hắn ta tức giận nói, viện trưởng Tôn à, tôi đã quyên góp tất cả là một vạn tiền mặt cho cô Nhi Viện của anh, anh không những không giúp đỡ tôi mà còn hùa với người ngoài bắt nạt tôi anh đối xử với nhà tài trợ lớn của mình như vậy sao ha ha chỉ một ngàn vạn thôi mà anh có biết cách đây không lâu anh diệp đã quyên góp bao nhiêu tiền không tôn hoành liếc mắt và hỏi mã thiên phóng bằng giọng điệu mỉa mai anh ấy thì có thể quyên góp được bao nhiêu mã thiên phóng cong môi tỏ vẻ khinh thường mặc dù hắn ta thừa nhận diệp thu có một địa vị không phải hạng soàng nhưng bấy nhiêu đó chỉ cho thấy Diệp Thu giao thiệp rất giỏi mà thôi. Nhưng bề ngoài Diệp Thu như vậy, Mã Thiên Phóng chắc chắn anh không phải là người có tiền. Nếu Diệp Thu giàu có, thì tại sao lại lái một chiếc xe bị hỏng và mặc một bộ quần áo có giá chưa đến 200 chứ? Vì vậy hắn ta không tin Diệp Thu có thể quyên góp quá nhiều tiền. Một ngàn, Tôn Hoành nói thẳng. Cái gì? Nghe đến con số này thì Mã Thiên Phóng sửng sốt đứng chết chân tại chỗ, hai con mắt trợn to đến mức suýt chút nữa là rơi ra ngoài. Một ngàn vạn tương đương với thu nhập dòng giã của công ty hắn ta trong gần một năm. Nếu ban đầu không phải vì có mục đích đặc biệt, Mã Thiên Phóng đã không miễn cưỡng quyên góp một ngàn cho trại trẻ mồ côi. Còn bây giờ thì sao, người đàn ông đang đứng trước mặt chỉ bận một bộ quần áo có giá 200 và lái một chiếc xe van cũ mềm, nhưng người đàn ông đó lại có thể quyên góp tận một ngàn vạn. Điều này thực sự khiến hắn ta bị sốc anh đang đùa tôi sao? Cổ họng của Mã Thiên Phóng tự nhiên khô rát, hắn ta hỏi ngược lại Tôn Hoành bằng thái độ nghi ngờ. Có cần thiết phải như vậy không? Tôn Hoành khinh khỉnh trả lời lại, sau đó quay đầu lại nhìn Diệp Thu và hỏi một cách kính trọng, anh Diệp, anh định làm gì với Mã Thiên Phóng? Tôi sẽ cho người của tôi đưa anh ta đi trò chuyện vui vẻ một lát. Chắc hẳn anh sẽ không có ý kiến gì chứ? Diệp Thu thản nhiên hỏi. Anh nói như thế nào thì là như thế đó, đương nhiên tôi không có ý kiến tôn hoành vội vàng lắc đầu khóe miệng của diệp thu khẽ nhếch lên một cái sau đó anh ra hiệu cho âu dương hạo đang ở trong xe âu dương hạo lập tức xuống xe dùng một tay nắm lấy cổ mã thiên phóng nhấc lên khỏi mặt đất sau đó lôi hắn ta đi tới nơi không có người ở đằng xa buông tôi ra anh muốn làm gì giữa ban ngày ban mặt mà anh dám giết người bịt đầu mối sao buông ông đây ra ngay nếu không ông đây sẽ giết cả nhà Mã Thiên Phóng dẫy dụa tuyệt vọng và gào thét dữ dội. Tuy nhiên, những điều này đều vô ích. Đó là tất cả những gì trong giọng nói tức giận và tuyệt vọng của Mã Thiên Phóng. Bóng dáng Âu Dương Hạo và Mã Thiên Phóng dần dần biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Không ai biết họ đã đi đâu. Tóm lại, Giang Châu sẽ không bao giờ xuất hiện bóng dáng của Mã Thiên Phóng nữa. Nhìn sang Âu Dương Hạo và Mã Thiên Phóng đang rời đi, tôn hoành khẽ nuốt nước bọt một cái là một người dày dạn kinh nghiệm, đương nhiên anh ta biết số phận của Mã Thiên Phóng tiếp theo sẽ như thế nào. Tuy nhiên, anh ta không dám can thiệp quá nhiều. Diệp Thu là vị khách quý mà Lưu Viễn Trí đã đặc biệt dặn dò là phải tiếp đãi thật tốt, hơn nữa anh cũng đã quyên góp cho trại trẻ mồ côi tận một ngàn vạn. Do đó anh ta phải tôn trọng, kính cẩn trăm lần ngàn lần không được đắc tội với Diệp Thu. Đi thôi, đi vào trong viện của các anh đi, tôi có chút chuyện muốn nói rõ. Diệp Thu nhìn Tôn Hoành, nhẹ nhàng nói. Được rồi, anh Diệp, mời anh. Ngay lập tức Tôn Hoành làm động tác, xin mời, và kính cẩn nói. Có một viện trưởng đích thân ra mặt thì tất nhiên tất cả các thủ tục đều biến mất. Ngay sau đó, Lưu Điềm Điềm đã làm xong thủ tục vào cô nhi viện. Hơn nữa, còn bố trí cho Lưu Điềm Điềm một căn phòng theo tiêu chuẩn cao nhất. Khỏi phải nói cũng thừa biết sau này Lưu Điềm Điềm ở lại đây sẽ được đãi ngộ như thế nào. chương 250, mẹ vợ lại đến rồi. Khoảng 5 phút trôi qua, Âu Dương Hạo cũng đã trở lại. "Đại ca, mọi việc đã xong xuôi rồi." Âu Dương Hạo nhìn Diệp Thu cười nói. Nghe thấy những điều này, Tôn Hoành đang đứng một bên cũng cười thầm trong lòng, nhưng không dám hỏi thêm. "Ừ." Diệp Thu gật đầu sau đó chỉ vào Lưu Điềm Điềm cách đó không xa và nói, "Dương Hạo, cậu đến thăm Điềm Điềm đi." "Vâng." Âu Dương Hạo gật đầu, sau đó hai người cùng nhau đi về phía Lưu Điềm Điềm. Tại thời điểm này, Lưu Điềm Điềm về cơ bản đã hòa nhập với những đứa trẻ khác. Tình bạn giữa những đứa trẻ rất giản dị và bộc trực. Ngoài ra, Lưu Điềm Điềm vốn đã ngọt ngào, đáng yêu nên rất được lòng mọi người. Điềm Điềm, Âu Dương Hạo ra hiệu cho Lưu Điềm Điềm. Lưu Điềm Điềm nghe thấy Âu Dương Hạo gọi mình thì lập tức chạy đến nói: "Chú Âu Dương Hạo, chú trở về rồi." Âu Dương Hạo gật đầu, sau đó cười hỏi: "Thế nào, cháu có thích nơi này không? Chú không nói dối cháu đúng không?" "Vâng." ở đây cháu có rất nhiều bạn điềm điềm rất thích nơi này lưu điềm điềm vui vẻ nói có lẽ vì môi trường ở đây nên tính cách của cô bé cũng trở nên vui vẻ hơn rất nhiều chuyện hay luôn có tại tương đương trcmtakoei việt nam tương đương vậy thì sau này điềm điềm có muốn sống ở đây không âu dương hạo cười hỏi nghe thấy điều này khuôn mặt nhỏ nhắn của lưu điềm điềm chợt thay đổi đôi mắt cô bé lập tức đỏ ửng lên cô bé vừa khóc vừa cầu xin chú âu chú không cần điềm điềm nữa sao? cháu sẽ không bao giờ làm chú tức giận đâu. cháu có thể ăn ít hơn, cháu cũng không cần quần áo mới, không ăn vặt. cháu nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời. chú đừng bỏ rơi cháu được không? nhìn lưu điềm điềm hiểu chuyện đến mức đáng thương khiến Âu Dương Hạo cảm thấy mũi mình đau nhức, anh ta nhanh chóng vươn tay ôm lưu điềm điềm vào lòng, xoa xoa cái đầu nhỏ của cô bé và an ủi điềm điềm. chú làm sao có thể bỏ rơi cháu được chứ? chú rất bận nên không thể chăm sóc cháu được chú muốn tìm một nơi thích hợp cho cháu nơi mà cháu có thể được quan tâm và yêu thương nhiều hơn không những thế còn có rất nhiều bạn bè lúc nào chú rảnh chú nhất định sẽ đến thăm cháu có thật không ạ à? chú không được lừa gạt điềm điềm đâu nhé lưu điềm điềm lau nước mắt và nghi ngờ hỏi thật mà chú hứa với cháu âu dương hạo vội vàng gật đầu chỉ một lúc mà anh ta và diệp thu đã dỗ dành được lưu điềm điềm sau khi rời khỏi ngôi nhà ánh dương Âu Dương Hạo quay lại nhìn cánh cửa cô nhi viện và thở dài, trong mắt anh ta hiện lên vẻ thất thần. Kỳ thật, Âu Dương Hạo rất muốn đưa Lưu Điềm Điềm đi theo mình, sau đó anh ta sẽ đích thân nuôi nấng Lưu Điềm Điềm trưởng thành. Nhưng danh tính của anh ta không cho phép anh ta làm như vậy. Bóng tối và sự tàn ác của thế giới ngầm không phải là điều mà một cô bé ngây thơ có thể chịu đựng được. Vì vậy, anh ta chỉ có thể gửi cô bé đến trại trẻ mồ côi mà thôi diệp thu đương nhiên nhìn ra được suy nghĩ của âu dương hạo anh vươn tay vỗ vai âu dương hạo an ủi đừng lo lắng điềm điềm ở đây nhất định sẽ sống tốt thôi nói về cách chăm sóc trẻ con thì chúng ta sao có thể so sánh với cô nhi viện chứ cậu không cần phải dần vặt như vậy sau này nếu cậu muốn gặp cô bé thì cứ đến đây tôi ở giang châu cũng sẽ thường xuyên đến thăm cô bé cảm ơn đại ca âu dương hạo gật đầu nói không cần khách sáo như vậy đi thôi mau đưa tôi về nhà Diệp Thu cười nói, sau đó cả hai lên xe và đi về hướng hãn hải lan thành. Trời trạng vạng tối, Diệp Thu đã chuẩn bị trước một bữa ăn, sau đó ra cửa lớn biệt thự chờ Lâm Thanh Nhã trở về. Anh đứng chờ khoảng hơn 20 phút thì thấy một chiếc Ferrari màu đỏ dừng trước cổng biệt thự, trông nó trái ngược hẳn với chiếc xe đang đậu ở bên cạnh. Sau khi xuống xe, Lâm Thanh Nhã cũng cau mày khi thấy chiếc xe này, cô nhìn Diệp Thu và hỏi chiếc xe này là của ai vậy? Tôi vừa mới mua một chiếc xe cũ để lúc đi làm không cần phải chen lấn trên xe bus nữa." Diệp Thu giải thích. "Vậy thì anh cần gì phải bỏ tiền ra mua chứ, không phải trong nhà xe vẫn còn thừa mấy chiếc xe sao, anh chỉ cần chọn bừa một cái là được." Lâm Thanh Nhã cảm thấy khó hiểu nói. "Những chiếc xe của em thì quá cao cấp, không phải là Maserati thì cũng là Porsche. Mấy cái này không phù hợp với tôi, tôi chỉ cần chiếc xe cũ này là được rồi, nó cũng rất hữu dụng." Diệp Thu xua tay, cười nói. Tùy anh, Lâm Thanh Nhã không nói gì. Em đói chưa, tôi chuẩn bị cơm rồi đấy, em mau rửa tay rồi đi ăn thôi. Diệp Thu cười nói. Nghe thấy điều này hai mắt Lâm Thanh Nhã lập tức sáng lên, cô đầy mong đợi hỏi cái đó. Anh đã làm canh chưa? Làm xong rồi, em đúng là nghiện món này rồi. Diệp Thu gật đầu và cười nói. Không có, Lâm Thanh Nhã lạnh lùng nhìn Diệp Thu một cái. Tuy nhiên, mặc dù miệng nói không nhưng phản ứng của cô lại rất thành thực cô bước thật nhanh về phía nhà bếp nhìn thấy dáng vẻ của lâm thanh nhã diệp thu cũng lắc đầu cười thành thật mà nói anh rất thích cảm giác này có rất nhiều người trên thế giới thích ăn các món ăn mà anh nấu nhưng chỉ có lâm thanh nhã mới đem lại cho anh cảm giác vui vẻ thế này đôi khi chỉ cần một người chi kỷ là đủ rồi người chi kỷ này cũng là người mà anh yêu nhất đây thực sự là điều hạnh phúc nhất trên thế giới này Diệp Thu một bên lấy rau cho Lâm Thanh Nhã, một bên quan tâm xem cô đi làm có mệt hay không. Đúng lúc này có người gõ cửa biệt thự. Tôi ra mở cửa, Diệp Thu nhanh chóng đứng dậy và đi ra mở cửa biệt thự. Khi nhìn thấy người đứng ngoài cửa, Diệp Thu không khỏi sửng sốt. Bởi vì người này là mẹ vợ của anh, Triệu Thư Đình. Kể từ sự việc lần trước Triệu Thư Đình đã rất lâu không có động tĩnh gì rồi. Sao hôm nay bà ta lại đột nhiên đến đây? chẳng lẽ bà ta lại định gây rắc rối tiếp tuy nhiên vì nể mặt lâm thanh nhã diệp thu vẫn tươi cười chào hỏi mẹ sao mẹ lại đến đây đây là nhà của con gái tôi tôi không thể đến đây được à triệu thư đình nhìn diệp thu một cái sau đó trực tiếp đi vòng qua diệp thu rồi đi về phía biệt thự diệp thu thấy thế cũng lắc đầu bất lực lâm thanh nhã đang ngồi uống canh thì nhìn thấy mẹ cô đến cô ngay lập đứng dậy nói mẹ mẹ đến rồi à mẹ ăn cơm chưa Mẹ có muốn uống một ít canh không? Món này do Diệp Thu nấu đấy, nó cũng rất ngon. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 251, một buổi hẹn khác. Cảm nhận được ánh mắt của mẹ vợ, Diệp Thu chỉ biết lắc đầu nhưng anh cũng không thèm nói gì cả. Dù sao, thành kiến của Triệu Thư Đình đối với anh không phải là ngày một ngày hai có thể xóa hết được. Đây là một kiểu khinh thường từ trong xương tủy, cho dù anh có nói thế nào, làm thế nào cũng vô ích thôi trừ khi anh trực tiếp tiết lộ danh tính của mình, nhưng điều này sẽ không bao giờ xảy ra. Vì vậy, Diệp Thu vẫn sẽ tiếp tục nhẫn nhịn, chỉ cần Triệu Thư Đình không gây rối là được. Mẹ, mẹ đừng nói như vậy, không đến nỗi tệ như mẹ nói đâu. Mẹ có thể thử xem sao. Lâm Thanh nhã cười, sau đó nhìn Diệp Thu và nói, Diệp Thu, anh vào phòng bếp lấy cho mẹ một bát canh đi. Diệp Thu cũng sửng sốt khi nghe thấy những lời này, anh đã sớm hiểu được ý tốt của Lâm Thanh Nhã lâm thanh nhã muốn cho mẹ cô biết món canh đó ngon như thế nào đồng thời cũng nâng cao vị trí của anh trong lòng mẹ cô mặc dù việc làm này là tốn công vô ích nhưng diệp thu vẫn rất cảm động trước suy nghĩ của lâm thanh nhã vì vậy anh cũng không phản bác lại mà vội vàng đi vào phòng bếp lấy ra một bát canh lâm thanh nhã cầm lấy bát canh đưa tới cho triệu thư đình và nói mẹ mẹ nếm thử đi nó nhất định sẽ không tệ như mẹ nghĩ đâu mẹ không uống con cầm đi mẹ không muốn uống loại rác rưởi này nhìn đã không muốn ăn rồi. Trên mặt Triệu Thư Đình lộ ra vẻ chán ghét vô cùng. Lâm Thanh Nhã nhân cơ hội đưa bát lên miệng bà ta và thuận thế bón cho bà ta một miếng. Triệu Thư Đình cũng chỉ có thể ăn một miếng trong tiềm thức. Triệu Thư Đình vừa định nhổ nó xuống đất với ánh mắt ghê tởm, vừa chửi rủa vừa làm nhục Diệp Thu. Nhưng vào khoảnh khắc tiếp theo, Triệu Thư Đình cảm thấy vô cùng sửng sốt, hai mắt bà ta đờ đẫn, vẻ chán ghét trên mặt cũng nhanh chóng biến mất. Nét mặt của bà ta về cơ bản là giống với biểu cảm của Lâm Thanh Nhã khi cô lần đầu tiên uống món canh này. Sau một thời gian, Triệu Thư Đình rốt cuộc cũng yên tâm nói, thơm quá. Đúng như dự đoán, không ai có thể cưỡng lại hương vị của món canh này, ngay cả Triệu Thư Đình cũng không ngoại lệ. Mẹ cảm thấy thế nào, Diệp Thu nấu cũng không tệ đúng không? Lâm Thanh Nhã nhướng mày hỏi, bởi vì Diệp Thu luôn bị nhà họ Lâm coi thường, kể cả mẹ cô cũng coi thường anh nếu nói không quan tâm thì đúng là nói dối không có người phụ nữ nào muốn chồng mình bị nói là đồ rác rưởi và bị mọi người coi thường cả vào lúc này món xúc do diệp thu nấu dường như được triệu thư đình đánh giá cao điều này khiến lâm thanh nhã cảm thấy khá vui vẻ tuy nhiên cô đã đánh giá thấp mức độ triệu thư đình ghét bỏ diệp thu rồi vậy thì sao một người đàn ông chỉ biết nấu ăn ngon thì có ích gì đúng là không có một chút tiền đồ nào Triệu Thư Đình quay đầu lại nhìn Diệp Thu khinh thường nói. Dù món canh có ngon đến đâu thì bà ta vẫn khinh thường Diệp Thu mà thôi. Mặc dù bây giờ bà ta rất muốn uống thêm một ngụm nữa. Mẹ, Lâm Thanh Nhã cao mày nói. Bởi vì kết quả này đối với sự tưởng tượng của cô có một chút khác biệt. Được rồi, đừng nhắc tới nữa, càng nói càng tức. Triệu Thư Đình nhìn Diệp Thu bằng một cái nhìn dữ tợn sau đó lại nhìn về phía Lâm Thanh Nhã nói. Hôm nay mẹ tới là có chuyện quan trọng muốn nói với con có chuyện gì vậy ạ? À? Lâm Thanh Nhã sững sờ một lúc xong mới bối rối nói. Ngồi xuống đây rồi nói. Triệu Thư Đình phất tay, sau đó trực tiếp đi tới ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Lâm Thanh Nhã nhanh chóng đặt chiếc bát trên tay xuống và đi theo. Sau khi hai mẹ con ngồi trên ghế sofa, Triệu Thư Đình mới lấy ra hai tấm vé ở trong túi SMS đưa cho Lâm Thanh Nhã và cười nói, không phải con nói mình rất thích tác phẩm của bậc thầy hội họa Mạc Phỉ Lạc sao, Mẹ nghe nói cậu ta đang tổ chức một buổi triển lãm cá nhân ở Giang Châu, vì vậy mẹ đã nhờ một người bạn lấy cho một ít vé tham gia triển lãm. Hai chiếc này là cho con, ngày mai con mang theo tên phế vật kia rồi chúng ta cùng đi. Diệp Thu cũng có phần ư, Lâm Thanh Nhã sừng sốt nói. Diệp Thu ở một bên nghe nói bà ta còn lấy vé cho anh thì cũng có phần kinh ngạc. Đưa nó đi xem thế giới bên ngoài là được rồi, cả ngày không biết gì cả, mẹ không muốn người ngoài nói con gái mẹ lấy một tên bất tài triệu thư đình nhìn diệp thu đang ở bên cạnh và chán ghét nói cảm ơn mẹ mẹ thật tốt với con lâm thanh nhã vui vẻ nói theo cô đây có lẽ là sự chấp nhận của mẹ cô đối với diệp thu chuyện đam mỹ cô lập tức quay đầu nhìn diệp thu nói diệp thu anh còn không mau cảm ơn mẹ đi diệp thu cau mày anh luôn cảm thấy có gì đó không ổn lần trước triệu thư đình đột nhiên đối tốt với anh nhưng sau đó lại hãm hại anh lần này bà ta còn lấy cho anh một vé tham dự triển lãm của Mạc Phỉ Lạc. Điều này nhất định sẽ không đơn giản như vậy. Trong lòng Diệp Thu cũng tự diếu, nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ rất cảm kích nói, cảm ơn mẹ, vé đắt như vậy mà mẹ vẫn lấy vé cho con. Không cần, tôi là đang giữ thể diện cho con gái mình, điều này không liên quan gì đến anh. Triệu Thư Đình lạnh lùng phất tay, trên mặt bà ta lộ ra vẻ ghét bỏ. Nhưng trong lòng bà ta lúc này lại không ngừng diễu cợt. Nếu không cho anh đi thì chẳng phải sẽ lãng phí hết những thứ mà bà ta sắp đặt sao? Bà ta không phải muốn cho anh mở rộng tầm hiểu biết mà là muốn anh mất mặt. Lần này, bà ta muốn trả đạp lòng tự trọng của anh. Sau đó anh sẽ không còn mặt mũi nào để trở về nhà họ Lâm nữa. Nghĩ đến điều này, bà ta cảm thấy vô cùng vui sướng. Trong mắt bà ta hiện lên một sự tự mãn, mặc dù bà ta đã che giấu rất kỹ nhưng vẫn bị Diệp Thu nhìn thấy. Điều này càng khẳng định suy nghĩ của Diệp Thu Tuy nhiên, Diệp Thu cũng không sợ hãi bất cứ điều gì, lần trước bà ta không ngừng vu oan cho anh, có thể lần này sẽ lại gây cho anh một chút phiền phức. Loại sự tình này cho dù muốn giải thích cũng khó, và hơn thế nữa, Diệp Thu cũng không hề sợ hãi. Lần này là ở nơi công cộng như triển lãm nghệ thuật, không biết bà ta còn muốn làm ra sự việc gì nữa. Chương 252: Bảo tàng nghệ thuật Thiên Lai. Diệp Thu cau mày khi nghe điều này đáng lẽ mẹ vợ không nên lặp lại trò cũ này mới phải. Với cả sự việc đó cũng chỉ mới trôi qua được vài ngày mà thôi, sự việc lúc đó vô cùng lúng túng, Triệu Thư Đình cũng vì điều này mà mất mặt. Triệu Thư Đình vội vàng xua tay, cười giải thích, Thanh Nhã, con nghĩ nhiều rồi. Làm sao mẹ có thể ép con làm những điều mà con không thích cơ chứ? Con tin mẹ đi, lần này chắc chắn không phải là một cuộc hẹn mù quáng đâu. Vậy thì mẹ muốn con gặp ai? Lâm Thanh Nhã cau mày nói ngày mai con đi sẽ biết thôi mẹ hứa với con đây nhất định không phải một cuộc hẹn mù quáng triệu thư đình nhanh chóng hứa hẹn rõ ràng là bà ta cũng sợ rằng lâm thanh nhã sẽ không chọn đi trong trường hợp đó bà ta sẽ không thể thực hiện được những thứ mà mình đã kế hoạch từ trước được rồi ngày mai chúng ta trực tiếp gặp nhau ở cổng triển lãm nhìn thấy triệu thư đình đã hứa như vậy lâm thanh nhã cũng gật đầu đồng ý được rồi nếu không có chuyện gì nữa thì mẹ về trước đây Triệu Thư Đình nói xong thì lập tức đứng dậy đi về phía cửa biệt thự. Lâm Thanh Nhã và Diệp Thu thấy thế cũng vội vàng đi theo để tiễn bà ta. Triệu Thư Đình đi ra khỏi biệt thự, trong sân lúc này đang đậu một chiếc Mercedes màu đen, đây là chiếc xe mà Triệu Thư Đình đi đến, với sự xuất hiện của chiếc xe này thì chiếc xe của Diệp Thu đột nhiên trông còn thấp kém hơn. Triệu Thư Đình liếc nhìn chiếc xe van với vẻ chán ghét, sau đó quay lại nhìn Lâm Thanh Nhã hỏi: lúc mới đến mẹ đã muốn hỏi xem chiếc xe này là của ai sao lại đặt nó trong sân nhà con chứ mau bỏ cái xe hỏng này đi nếu không nó sẽ làm ô nhiễm cái sân này mất mẹ đó là chiếc xe mà diệp thu mới mua anh ấy định lái nó đi làm mẹ đừng nói nữa lâm thanh nhã nhanh chóng ra hiệu triệu thư đình đừng nói nữa bởi vì lời nói của triệu thư đình quá trướng tai cô không thể nghe thêm nữa ồ hóa ra là được thứ rác rưởi này mang về Triệu thư đình trầm ngâm gật đầu, sau đó lại liếc nhìn Diệp Thu chế nhạo nói, đúng là chủ nào tớ nấy, chiếc xe này với cậu rất xứng đôi, đều là đồ rác rưởi. Diệp Thu, tôi không có vấn đề gì với việc cậu lái chiếc xe này, nhưng tôi muốn nói cho cậu biết tốt nhất cậu không nên lái chiếc xe hỏng này. Dù sao bây giờ cậu cũng là con rể nhà họ Lâm, cậu không cần thể diện thì cũng đừng làm mất thể diện nhà họ Lâm. Nếu không thì đừng trách tôi. Nói xong, Triệu Thư Đình trực tiếp mở cửa xe Mercedes-Benz màu đen rồi ngồi vào trong. Trước khi rời đi, Triệu Thư Đình không quên hạ cửa kính xe xuống nhìn Lâm Thanh Nhã, liên tục nói, "Nhớ rõ sáng mai nhất định phải mang theo thứ rác rưởi này đến, đừng đến muộn." "Mẹ cứ yên tâm." Lâm Thanh Nhã nhanh chóng gật đầu. Nghe thấy con gái nói vậy, Triệu Thư Đình cho tài xế nổ máy lái xe ra khỏi sân. Nhìn chiếc mercedes ben màu đen đang rời đi, Lâm Thanh Nhã cắn nhẹ đôi môi đỏ mọng, do dự quay sang nhìn Diệp Thu cố gắng chấn tĩnh, Diệp Thu, lời mẹ nói có chút khó nghe, tôi mong anh đừng quá để tâm. Nếu anh muốn thì cứ lái xe này đi làm cũng được, tôi không ngại. Có những lời này của vợ là đủ rồi, còn người khác nói thế nào, tôi không quan tâm. Diệp Thu gật đầu và cười nói. Anh có thể nghĩ như vậy là tốt, lúc này Lâm Thanh Nhã mới yên tâm phần nào, sau đó cô nhìn Diệp Thu và động viên, tuy nhiên, anh vẫn phải tiếp tục làm việc chăm chỉ để đạt được thành công. Chỉ cần anh thành công, tôi nghĩ mọi người trong nhà họ lâm cũng sẽ hết thành kiến với anh được rồi vợ tôi nhất định sẽ khiến bọn họ ngưỡng mộ diệp thu vỗ ngực hứa trong đôi mắt của lâm thanh nhã hiện lên một sự tán thưởng theo ý kiến của cô một người đàn ông không cần sinh ra đã có nhiều tiền chỉ cần anh ấy sẵn sàng làm việc chăm chỉ chiến đấu hết mình và tự dựa vào sức lực của bản thân để đạt được thành công là được rồi người đàn ông như vậy quả thật đáng để giao phó cả đời Cô hy vọng rằng Diệp Thu có thể trở thành một người đàn ông như vậy. Nếu anh có thể làm những điều này, cô nhất định sẽ cân nhắc và trao thân cho anh. Sáng sớm hôm sau, Lâm Thanh Nhã và Diệp Thu dậy từ rất sớm. Hôm nay là thứ hai, đáng lẽ ra cả hai người đều phải đi làm, nhưng hôm qua Triệu Thư Đình đã gửi vé rồi. Ngoài ra, Lâm Thanh Nhã còn là một người hâm mộ trung thành của Mạc Phỉ Lạc. Vì vậy, hôm nay cô quyết định sẽ đến cuộc triển lãm nghệ thuật. Hơn nữa, Cô còn tăng ca vào thứ bảy và chủ nhật nên sẽ không có vấn đề gì nếu hôm nay cô không đến công ty. Về phần Diệp Thu, việc này cũng không thành vấn đề. Anh chỉ cần gọi điện cho quản lý Lý Soái để xin nghỉ phép là được. Hơn nữa, Lý Soái vốn là người của anh, việc xin nghỉ phép đương nhiên không có vấn đề gì. Sau khi cùng nhau ăn sáng, dưới sự yêu cầu mạnh mẽ của Lâm Thanh Nhã thì Diệp Thu cũng phải thay bộ đồ mới. Lúc này, Lâm Thanh Nhã hài lòng gật đầu. Cuộc triển lãm của Đại sư Mạc Phỉ Lạc là một dịp rất trang trọng, mặc vest là sự tôn trọng cơ bản nhất đối với Đại sư Mạc Phỉ Lạc. Hơn nữa, hôm nay Triệu Thư Đình cũng sẽ tới. Lâm Thanh Nhã không muốn mẹ cô nghĩ rằng Diệp Thu là một người ngu ngốc. Hai người từ nhà đi đến Bảo tàng Nghệ thuật Thiên Lai. Đây là địa điểm nghệ thuật lớn nhất ở Giang Châu. Thông thường, các sự kiện văn hóa có quy mô lớn sẽ được tổ chức chính thức tại đây. Diện tích của khu này khá rộng, bên trong cũng rất sang trọng. Triển lãm cá nhân của họa sĩ thế giới Mạc Phỉ Lạc đương nhiên phải hoành tráng. Công ty đứng sau Mạc Phỉ Lạc đã trực tiếp ký hợp đồng với toàn bộ bảo tàng nghệ thuật Thiên Lai để làm địa điểm triển lãm. Chương 253, đỗ xe giúp tôi. Đó là một thanh niên mặc quần áo hàng hiệu khoảng 25 tuổi. Trông anh ta rất đẹp trai, đeo một cặp kính vàng rất lịch thiệp. Anh ta là kiểu người rất dễ được các cô gái yêu thích. Nhìn đi, Lâm Thanh Nhã và Diệp Thu nhìn nhau cao lông mày lại rồi bọn họ cùng bước lên chào, mẹ. Tiểu nhã, con đến rồi à? Triệu Thư Đình vừa nhìn thấy Lâm Thanh Nhã đã vui mừng vươn tay kéo Lâm Thanh Nhã về phía mình. Diệp Thu tỏ ra lễ phép, đang định chào hỏi Triệu Thư Đình. Anh đừng nói gì cả. Triệu Thư Đình nhìn Diệp Thu một cách khinh thường, sau đó lại nhìn người đàn ông đẹp trai bên cạnh mình, cười nói tiểu ngu à, đây là con gái tôi, hai người làm quen nhau đi. Người đàn ông đẹp trai gật đầu, sau đó đi lên đằng trước nhìn lâm thanh nhã lịch sự chào hỏi xin chào tôi là ngô tử diệp từ lâu tôi đã nghe nói con gái của dì triệu đẹp như thiên thần hôm nay được nhìn thấy cô thật sự cô làm tôi rất ngạc nhiên anh ngô quá khen rồi lâm thanh nhã điềm đạm nói điều này làm cho ngô tử diệp sửng sốt nếu một người phụ nữ bình thường được khen ngợi như thế chắc chắn cô đã vui như hoa rồi nhưng lâm thanh nhã lại bình tĩnh như vậy điều này làm anh ta rất ngạc nhiên lâm thanh nhã càng thờ ơ với anh ta bao nhiêu anh ta lại càng có hứng thú với cô hơn triệu thư đình thấy lâm thanh nhã thờ ơ như vậy bà ta có chút gấp gáp vội vàng nói tiểu nhã à con cũng tự giới thiệu với tiểu ngu đi mẹ à hôm qua ở nhà mẹ đã hứa với con rằng hôm nay không phải đi xem mắt mà lâm thanh nhã nhíu mày có chút bất mãn nói ôi cái con nhỏ này hôm nay thật sự không phải buổi xem mắt triệu thư đình vội vàng xua tay sau đó chỉ vào Ngô Tử Diệp giải thích, không phải mẹ nghe nói con thích tác phẩm của Murphy Lốt sao, còn rất muốn tận mắt nhìn thấy đại sư Murphy Lốt nữa. Con có biết ba của tiểu ngu là ai không? Đó là Ngu Hồng Sương, là đại sư hội họa nổi tiếng của họa hạ chúng ta. Hơn nữa, đại sư Ngu là đại đệ tử của Murphy Lốt, quan hệ giữa họ rất thân thiết nên mẹ mới giới thiệu để các con quen biết nhau. Người ta đã nói rồi, nếu không có chuyện gì thì hôm nay tôi có thể dẫn gì đi gặp đại sư Murphy Lốt. Nghe được những lời này, Lâm Thanh Nhã và Diệp Thu đều sửng sốt. Lúc này, trong mắt của Diệp Thu có chút kỳ lạ. Chẳng trách anh lại thấy người này quen thuộc như vậy. Hóa ra đó là con trai của Ngưu Hồng Sương. Không ngờ mẹ vợ lại tìm được anh ta đến đây. Xem ra chuyện này là làm theo sở thích của Lâm Thanh Nhã. Có chút thú vị đó, nghĩ đến đây, khóe miệng của Diệp Thu nở nụ cười. Có thật như vậy không? Lâm Thanh Nhã cau mày nghi ngờ hỏi. Đương nhiên rồi." Ngô Tử Diệp vội vàng gật đầu cười nói, "Di Triệu cũng nhờ người tài mới liên hệ được với tôi. Khi tôi biết được có người đam mê các tác phẩm của đại sư Murphylos, tôi đã quyết định bất kể thế nào cũng phải giúp cô thực hiện ước mơ của mình. Hôm nay có đại sư Murphylos và ba tôi ở đây, đợi buổi triển lãm kết thúc, tôi sẽ vào chào họ. Nếu thuận lợi, tôi có thể dẫn cô đến gặp đại sư Murphylos, giúp cô thực hiện ước mơ của mình. Vậy thì làm phiền anh rồi." sau khi nghe được những lời này sắc mặt lâm thanh nhã tốt hơn rất nhiều không phiền chút nào cả tôi rất vinh dự khi được phục vụ một cô gái xinh đẹp như cô lâm đây ngô tử diệp xua tay cười nói thế nào tiểu nhã mẹ có nói dối con không triệu thư đình cười đáp xin lỗi mẹ vừa nãy con hiểu lầm mẹ rồi mặt lâm thanh nhã hối hận nói không sao đâu ai bảo con là con gái cưng của mẹ chứ triệu thư đình hào phóng xua tay sau đó nhìn sang Ngô Tử Diệp và Lâm Thanh Nhã nói, đi thôi, tiểu ngu, tiểu nhã, vào trong cùng nhau thưởng thức tác phẩm của Đại sư Murphy Lốt rồi hãy nói chuyện tiếp. Về phần Diệp Thu, bà ta trực tiếp bỏ qua anh, coi như anh không tồn tại. Là bà ta cố ý, hôm nay bà ta gọi Diệp Thu đến là muốn lợi dụng triển lãm nghệ thuật cao cấp cùng với sự trợ giúp của Ngô Tử Diệp, một người thanh niên xuất sắc, đánh mạnh vào lòng tự trọng của Diệp Thu. Để Diệp Thu nhận ra khoảng cách giữa mình và xã hội thượng lưu mà cảm thấy xấu hổ. Đây mới là mục đích thực sự của bà ta. Gì tốt quá, ngu tử Diệp gật đầu cười. Dường như anh ta nghĩ ra điều gì đó, đột nhiên quay đầu lại nhìn Diệp Thu, đưa tay móc túi lấy ra chìa khóa xe Porsche, rồi từ trong ví móc ra hai tờ tiền 100 đồng nhân dân tệ đưa cho Diệp Thu, nhàn nhạt nói đây là chìa khóa xe của tôi. Xe của tôi vẫn để bên đường, chưa được đỗ đúng cách anh có thể giúp tôi đỗ lại xe không? 200 này là tiền bâu ơ cho anh. Tôi không hiểu ý của anh. Diệp Thu hít mắt, nhẹ nhàng nói. Không phải anh là tài xế của cô Lâm sao? Giúp tôi đỗ xe là quá đáng với anh hả? Khóe miệng của ngu tử Diệp nở nụ cười diễu cợt nói. Triệu Thư Đình nhìn thấy cảnh này, trong mắt bà ta hiện lên vẻ châm chọc. Đương nhiên, đây là những gì mà bà ta chỉ dẫn. Tài xế ư, Diệp Thu cau mày. Sau đó anh quay đầu lại nhìn vẻ mặt đắc ý của Triệu Thư Đình bên thì lập tức hiểu ra chiêu trò của bà ta. Nếu là người bình thường, nhất định lúc này sẽ có ánh mắt lo lắng, vội vàng giải thích thân phận của mình. Còn Ngô Tử Diệp và Triệu Thư Đình lại ở đây chờ đợi Diệp Thu. Chỉ cần Diệp Thu dám mở miệng giải thích, nhất định bọn họ sẽ kết hợp lại hạ thấp Diệp Thu xuống. Đây là kế hoạch mà họ đã chuẩn bị từ trước. Tuy nhiên, điều mà cả hai không ngờ tới là diệp thu chẳng những không hoảng sợ chút nào thậm chí còn không có dự định giải thích khóe miệng anh hơi cong lên nhân lúc lâm thanh nhã không phòng bị anh trực tiếp đưa tay nắm lấy chiếc eo thon mềm mại của cô ôm vào trong lòng cảnh tượng này không chỉ bản thân lâm thanh nhã mà triệu thư đình và ngô tử diệp cũng sửng sốt tất nhiên hành vi của diệp thu có phần nằm ngoài dự đoán của bọn họ vợ à hình như mẹ của chúng ta quên nói với anh ngu để anh ta coi anh như tài xế bây giờ em giúp anh giới thiệu ngay đi. Diệp Thu yên lặng nhìn Lâm Thanh Nhã đang trong tay mình, vẻ mặt anh dịu dàng nói. Mà tay phải của anh không kiêng rè gì bóp lấy vòng eo nhỏ của Lâm Thanh Nhã. Cơ hội tuyệt vời như vậy anh không thể không tận dụng nó. Chỉ một lúc sau, khuôn mặt của Lâm Thanh Nhã đã đỏ lên giống như quả táo. Cô chưa từng tiếp xúc thân mật với Diệp Thu như vậy, nói gì đến việc lại ôm nhau trước mặt người ngoài thế này. Lúc Diệp Thu nói, hơi nóng phả vào mặt cô mà tay phải của diệp thu vẫn không thành thật không ngừng mò mẫm ôm lấy eo cô điều này khiến cô cảm thấy cơ thể mình như bị điện giật tê dại đi nếu cứ tiếp tục như vậy cô sẽ xấu hổ chết mất lâm thanh nhã tức giận lườm diệp thu như muốn nói về nhà cô sẽ tính sổ với anh cô lập tức giải thích với ngô tử diệp anh ngu đây là chồng tôi diệp thu anh ấy không phải tài xế chương 254, chim sẻ không thể biến thành phượng hoàng, tôi làm nhân viên phòng kinh doanh ở công ty của vợ tôi. Diệp Thu thản nhiên nói, hóa ra là dựa vào vợ để ăn cơm chùa. Ngu tử Diệp như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, dường như nhớ ra thứ gì đó, anh ta vội vàng nhìn Diệp Thu với vẻ mặt ấy náy nói, Ây ra, anh Diệp, thật ngại quá, tôi là một người ăn nói tương đối thẳng thắn, hy vọng anh bỏ qua cho. Không sao, tôi ăn bám dựa vào bản lĩnh, có một số người muốn ăn cũng không ăn được. Diệp Thu khoát tay áo, thản nhiên nói. Ha ha ha, anh Diệp thật đúng là vui tính mà. Ngô tử Diệp nhếch miệng vừa cười vừa nói. Mà trong lòng của anh ta lại đang cười lạnh, thằng danh, dì triệu đã thông báo rồi, hôm nay không được chừa cho anh chút mặt mũi nào. Dù sao buổi chiến lãm này cũng là địa bàn của tôi, chờ sau khi đi vào, anh đợi bị vứt sạch mặt mũi rồi cút về nhà đi ngay sau đó anh ta cũng không tiếp tục để ý đến diệp thu mà trực tiếp quay đầu nhìn sang triệu thư đình khẽ cười nói gì triệu chúng ta đi thôi triệu thư đình cũng biết sơ bộ kế hoạch đã thất bại mặc dù rất không cam tâm nhưng bà ta cứ tiếp tục ở lại nơi này cũng không có ý nghĩa thế là bà ta trực tiếp nhẹ gật đầu đi theo ngô tử diệp cùng nhau đi vào buổi triển lãm lâm thanh nhã thấy vậy ngẩng đầu chừng diệp thu một cái lạnh lùng nói anh còn muốn ôm tôi tới khi nào ha ha vợ à không phải tôi đây không còn cách nào à chỉ có thế này mới có thể chứng minh quan hệ giữa chúng ta tốt nhất diệp thu vội vàng buông lâm thanh nhã ra ngượng ngùng vừa cười vừa nói vậy anh đang mò mẫm gì vậy lâm thanh nhã sửa lại váy của mình một chút trừng mắt nhìn diệp thu tức giận hỏi thế này mới lộ sự mặn nồng của chúng ta diệp thu mặt dày mày dạn nói khuôn mặt nhỏ của lâm thanh nhã càng lạnh vừa định nói diệp thu hai câu mà lúc này Triệu Thư Đình nghiêng đầu lại bảo cô nhanh đuổi theo. Lâm Thanh Nhã chỉ có thể lạnh lùng chừng Diệp Thu một cái, lạnh giọng nói, hừ, chờ tối về lại tính sổ với anh. Nói xong, Lâm Thanh Nhã vội vàng đuổi theo mẹ mình. Nhìn bóng lưng Lâm Thanh Nhã rời đi. Diệp Thu lắc đầu cười một tiếng, anh lập tức giơ lên bàn tay phải vừa rồi dùng để chiếm tiện nghi. Bên trên kia còn lưu lại mùi thơm cơ thể mê người của Lâm Thanh Nhã. Nhớ lại lúc nhào nặn bờ eo thon của Lâm Thanh Nhã, cảm xúc mềm mại mịn màng. Diệp Thu nhếch miệng lên một đường cong, lẩm bẩm nói, cảm xúc này, thật đã. Đi vào viện nghệ thuật âm thanh của tự nhiên. Sau đó, chính là triển lãm tranh của Murphy Loss rồi. Từ khắp các nơi đều được Murphy Loss đặt công ty nhận tiền bảo hiểm rồi. Cho nên bây giờ toàn bộ buổi triển lãm nghệ thuật, tất cả đều treo tác phẩm hội họa của Murphy Loss. Mà điều này cũng thu hút không ít fan hâm mộ của Murphy Lott và người dân Giang Châu đến tham quan. Bên trong buổi triển lãm tranh, hầu như khắp nơi đều là người. Coi như đến cuối cùng không ai mua tranh, chỉ dựa vào tiền vé vào cửa là Murphy Lott đã đủ kiếm lời. Sau khi đi vào buổi triển lãm tranh, Triệu Thư Đình, Ngô Tử Diệp và Lâm Thanh Nhã đi ở đằng trước. Diệp Thu một thân một mình theo ở đằng sau. Thỉnh thoảng ba người lại đứng trước một bức tranh thưởng thức một phen. Mà Diệp Thu thì lại hoàn toàn lười xem, anh vẫn cúi đầu, hít mắt. Bởi vì anh mới vừa vào triển lãm tranh là đã nhìn ra. Những tác phẩm hội họa được treo ở đây đều là một số tác phẩm bình thường của Murphy Lopes. Tác phẩm tầm trung cũng rất ít gặp. Điều này hoàn toàn là dùng để giao động những người ngoài nghề không hiểu về hội họa. Đương nhiên Murphy Lodge là đại sư hội họa cấp bậc thế giới. Cho dù là một số tác phẩm bình thường của ông ấy, ở trong mắt người bình thường cũng giống như là một tác phẩm siêu đẳng. Nhưng ở trong mắt Diệp Thu lại hoàn toàn không đáng chú ý. Dù sao cảnh giới của anh cao hơn Mạc Phỉ Lốt không biết bao nhiêu cấp độ. Cho nên bây giờ anh nhìn thấy những bức tranh này, giống như là một giáo viên dạy văn đang nhìn một học sinh trung học viết văn, vốn không hề có chút hứng thú nào, tất nhiên cũng lười đến xem nhưng mà hành động này của diệp thu ở trong mắt triệu thư đình và ngô tử diệp lại để cho hai người hết sức khinh thường hai người bọn họ nghĩ là bởi vì diệp thu hoàn toàn không xem hiểu những tác phẩm này của đại sư cho nên mới không nhìn chuyện này làm cho hai người không khỏi thầm mắng diệp thu là một tên nhà quê ở trong lòng diệp thu anh không xem tranh sao lâm thanh nhã thấy diệp thu cứ cúi đầu mãi hoặc cứ nhìn mình chằm chằm anh vốn không thèm nhìn vào bức tranh chút nào cũng cảm thấy rất nghi ngờ Ngược lại theo tôi thấy, tác phẩm tuyệt mỹ này của đại sư, anh ta có thể xem hiểu được sao? Triệu Thư Đình cười khẩy, mặt mũi đầy khinh bỉ nói. Dì Triệu nói rất đúng, những thứ như nghệ thuật này cũng không phải ai cũng có thể thưởng thức. Và lại còn là tác phẩm của đại sư Murphy Lost thuộc hàng đỉnh cao, đây chính là tác phẩm nghệ thuật vô cùng cao quý, dù cho có một số người thấp kém ti tiện xem đến mệt chết, cũng chưa chắc đã xem hiểu. Ngô Tử Diệp lạnh lùng gật đầu cười, phụ họa nói mà ý trong lời anh ta nói, rõ ràng chính là đang giễu cợt Diệp Thu. Chỉ cần không phải đồ ngu đều có thể nghe ra. Đối với chuyện này, Diệp Thu cũng là lười giải thích nhiều như vậy. Anh sẽ không phí nước bọt với người không có liên quan. Nhưng mà Triệu Thư Đình đã bắt được cơ hội, bà ta không có ý định bỏ qua cho Diệp Thu. Bà ta trực tiếp nhìn Diệp Thu, châm chọc khiêu khích nói, Diệp Thu, nhìn xung quanh anh đi, có phải anh đều xem không hiểu những bức tranh xung quanh không? Có phải anh cảm thấy mình không hợp với nơi này không? Tôi nói cho anh biết, đây mới là xã hội thượng lưu, mà anh vốn cũng không thuộc về nơi này. Không cần miễn cưỡng bản thân nữa, coi như anh có cố gắng thế nào, cũng không dung nhập vào được đâu, thực chất bên trong có nhiều thứ đã định sẵn như vậy. Đồ nhà quê chính là đồ nhà quê, nông dân chính là nông dân, bây giờ anh nên ở nông thôn trồng trọt, mà không phải đứng ở trước mặt những tác phẩm đồ sộ của đại sư. Sự tồn tại của anh giản chính là sỉ nhục những tác phẩm nghệ thuật này những lời này không thể nói là không tổn thương người khác lâm thanh nhã nhíu mày lại có chút bất mãn mở miệng ngăn cản nói mẹ mẹ đừng nói nữa tiểu nhã có một số người còn phải để anh ta nhận rõ hiện thực thật sự cho rằng chim sẻ bay lên đầu cành là có thể biến phượng hoàng hà chim sẻ chính là chim sẻ vĩnh viễn không biến được thành phượng hoàng mặt mũi triệu thư đình đầy khinh thường nói di triệu Dì bớt giận trước, chúng ta tiếp tục thưởng thức tác phẩm đi. Nơi này có nhiều tác phẩm ưu tú của đại sư Murphy Lux như vậy, gì cần gì phải chấp nhận với đồ nhà quê làm gì. Ngu tử Diệp vội vàng giả bộ làm người tốt, hòa giải nói. Ừm, tiểu ngu nói rất đúng, tiếp tục xem tranh đi, tôi cũng đã rất lâu chưa tới buổi triển lãm tranh rồi. Hôm nay có nhiều tác phẩm ưu tú của đại sư Murphy Lux như vậy, nhất định tôi phải mở rộng tầm mắt mới được. Triệu thư đình nhẹ gật đầu, lập tức quay đầu nhìn sang Diệp Thu, mặt mũi đầy khinh bỉ nói: "Nếu như anh xem không hiểu thì lập tức ra ngoài, đừng ở chỗ này làm mất mặt người nhà họ Lâm chúng tôi." Diệp Thu không để ý đến Triệu Thư Đình, mà quay đầu nhìn sang Lâm Thanh Nhã. Chương 255: Người đàn ông khóc, người phụ nữ cười. "Này, tôi nói làm sao các người bán tranh được vậy? Người phụ nữ của tôi yêu thích muốn mua bức tranh này, tôi muốn hỏi mọi người ý nghĩa của bức tranh." Kết quả hỏi gì các người cũng không biết. Con mẹ nó còn bảo tôi tự mình đi hỏi Murphy Lowe. Nếu tôi có thể nhìn thấy ông ấy, con mẹ nó cần phải hỏi các người à? Ít con mẹ nó nói nhảm đi, nhanh tìm người phụ trách của các người đến cho tôi. Cách đó không xa, một người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi hoa, trên cổ mang dây chuyền vàng rất to đang dùng tay nắm lấy cổ áo của một nhân viên công tác của buổi triển lãm tranh, hùng hổ hô hào. Bộ dáng kia, xem ra chính là giàu mới nổi, dù cho là giọng nói, cách nói chuyện hay là trang phục của ông ta đều có thể nhìn ra. Mà ở bên cạnh ông ta, còn có một cô gái trang điểm rất đậm đang đứng. Chắc hẳn là người phụ nữ của người đàn ông trung niên nọ. Thấy tình huống này, triệu thư đình nhíu mày lại tỏ vẻ khinh thường nói, người này thật là không có tố chất, vậy mà la hét um sùm ở triển lãm tranh, hùng hùng hổ hổ, trông giống ai đó ghê. Nói đến đây, triệu thư đình liếc qua Diệp Thu. Hiển nhiên, dưới tình huống như vậy, bà ta vẫn không quên chào phúng Diệp Thu một chút. Chuyện này khiến Diệp Thu cũng rất bất đắc dĩ. Rất nhanh trong tiếng ồn ào của người đàn ông trung niên, quản lý phụ trách triển lãm tranh lần này chạy tới, ông ta rất có lễ phép nhìn người đàn ông trung niên hỏi, "Xin chào anh, tôi là người phụ trách triển lãm tranh lần này, xin hỏi tôi có gì có thể giúp đỡ anh không?" Nghe vậy, người đàn ông trung niên buông lỏng cổ áo nhân viên công tác kia ra, dùng ngón tay chỉ tác phẩm treo trên tường rất là phách lối nói. Giải thích ý nghĩa của bức tranh này cho người phụ nữ của tôi đi, giải thích tốt, ông đây lập tức bỏ tiền mua, bằng không mà nói thì anh sẽ đẹp mặt. Chuyện này, quản lý lập tức vô cùng khó xử. Ông ta chỉ là người phụ trách triển lãm tranh lần này, mặc dù cũng hiểu một chút xíu về hội họa, nhưng nếu bảo ông ta đi giải thích ý nghĩa của bức tranh này, tất nhiên là ông ta không nói được. Dù sao Murphy Locks là đại sư hội họa cấp thế giới, cảnh giới cao như vậy, ý nghĩa của tác phẩm làm sao người bình thường có thể tùy ý phỏng đoán được làm sao anh đừng có con mẹ nó nói với tôi anh cũng không biết người đàn ông trung niên chừng quản lý một cái tức giận nói anh à là như vậy thật sự là cảnh giới hội họa của đại sư murphy lốt quá cao ý nghĩa bên trong tác phẩm của ông ấy muốn bày tỏ chỉ có bản thân ông ấy biết trình độ của tôi có hạn tôi không thể biết được thật sự là ngại quá mặt mũi của quản lý đầy áy náy nói mau cút ngay đi đồ khốn, các người bán tranh, vậy mà không biết mình bán tranh biểu đạt ý gì, vậy các người bán là tranh treo cửa à? Tôi thấy các người làm để tấu hài hả?" Hà. Mặt mũi người đàn ông trung niên đầy khinh bỉ nói. "Tôi, quản lý nhất thời nghẹn lời, không biết nói gì cho phải. Ít con mẹ nó nói cả lắp cả bắp đi, nếu hôm nay nhân viên công tác của triển lãm tranh các người không thể giải thích cho tôi, vậy các người đừng hòng bán được bức tranh nào." Người đàn ông trung niên hung hăng trợn mắt nhìn quản lý một cái, trực tiếp uy hiếp nói. Ngay sau đó ông ta trực tiếp nhìn sang mọi người xung quanh, hô lên, mọi người mau đến xem, đây chính là người phụ trách triển lãm tranh lần này. Thậm chí ngay cả những bức tranh trong buổi triển lãm tranh này muốn biểu đạt điều gì cũng không biết, đây không phải là hố người ta à, tất cả mọi người mau tới đây nhìn đi. Trong lúc nhất thời, không ít người xung quanh đều bị hấp dẫn, bọn họ dối rít vây quanh xem trò hay. Ngô Tử Diệp thấy tình huống này, trong mắt lập tức vui vẻ. Anh ta biết, thời cơ mình ra vẻ trước mặt Lâm Thanh Nhã và Triệu Thư Đình đã đến. Đây chính là một cơ hội thật tốt để anh ta có thể thổi phồng bản thân. Nếu như làm tốt, nói không chừng có thể làm cho Lâm Thanh Nhã lau mắt mà nhìn với mình. Nghĩ tới đây, Ngô Tử Diệp cũng kích động muốn chết, anh ta vội vàng nhìn Triệu Thư Đình và Lâm Thanh Nhã, ngôn từ chính nghĩa nói, "Dì Triệu, cô Lâm, loại chuyện này chỉ có thể để tôi ra mặt." bất kể nói thế nào đại sư murphy los là thầy của ba tôi luận bối phận tôi cũng cần phải gọi ông ấy là thầy hiện tại thầy và ba tôi không có ở đây tất nhiên phải do tôi ra mặt giải quyết việc này tôi tuyệt đối không cho phép có người ngoài phá hủy triển lãm tranh của thầy tôi được nói hay lắm triệu thư đình tỏ vẻ tán thưởng nhẹ gật đầu tiểu ngu chúng tôi đi chung với cháu nếu người kia dám cố tình gây sự tôi sẽ lập tức để nhà họ lâm phái người qua xử lý ông ta cảm ơn dì triệu mặt mũi ngô tử diệp đầy cảm kích nhẹ gật đầu. Anh ta trực tiếp xoay người, ngẩng đầu bước đi đến chỗ kia. Triệu Thư Đình lôi kéo Lâm Thanh Nhã đi theo đằng sau. Diệp Thu thấy vậy, lắc đầu, đành phải đi theo. Ngô tử Diệp đi thẳng tới trước mặt người đàn ông trung niên. Quản lý của buổi triển lãm thấy vậy cũng sững sờ, trên khuôn mặt lập tức hiện lên vẻ vui mừng, vội vàng chào hỏi, cậu ngu, hóa ra cậu ở đây à? Hiển nhiên quản lý có quen biết với Ngô tử Diệp ừm vừa rồi tôi ở bên cạnh đã nghe rõ chuyện xảy ra rồi chuyện sau đó hãy giao cho tôi xử lý đi ngu tử diệp nhẹ gật đầu vô cùng tự tin nói nghe thấy câu nói này quản lý như bắt được cây cỏ cứu mạng ông ta vội vàng cảm kích nói vậy làm phiền cậu ngu rồi không sao cả ngu tử diệp khoát tay áo lập tức quay người nhìn sang người đàn ông tuổi trung niên anh ta đến gần sát ông ta nói ông muốn hiểu ý nghĩa của bức tranh này đúng không tôi đến giải đáp cho ông được chứ Cậu là ai? Cậu nói có thể là thật sao? Người đàn ông trung niên trợn mắt nhìn ngu tử diệp một cái, tức giận hỏi. Nói cho ông ta biết tôi là ai đi. Ngu tử diệp liếc qua quản lý bên cạnh, rất ra vẻ nói. Nói cho ông ta biết tôi là ai đi. Ngu tử diệp liếc qua quản lý bên cạnh, rất ra vẻ nói. Quản lý nhẹ gật đầu, ông ta vội vàng tiến lên chỉ ngu tử diệp lớn tiếng nói. Vị này chính là con trai của đại sư ngu hồng xương trong giới hội hỏa hoa hạ. Luận bối phận, cậu ấy được tính là con trai của học trò của Đại sư Murphy Loth, cho nên để cậu ấy giải đáp cho anh, tuyệt đối không sai đâu. Lời này vừa nói ra, bao gồm người đàn ông trung niên và mọi người vây xem xung quanh lập tức đều khiếp sợ. Ngu Hồng Sương, đây chính là Đại sư hội họa nổi danh lừng lẫy trong nước, bức tranh một tay tám ngựa càng không ai có thể vượt qua. Để đám người không nghĩ tới chính là, hôm nay có thể gặp được con trai của ông ta ở đây. Đều nói rồng sinh rồng phượng sinh phượng, con trai của chuột sẽ biết đào hang. Ngô Tử Diệp là con trai của đại sư hội họa, vậy trình độ về hội họa chắc chắn cũng không kém được. Cho nên để anh ta giải thích tác phẩm của đại sư Murphy vậy chắc chắn là không có gì thích hợp bằng. Người đàn ông trung niên cứ thế trong chốc lát, ông ta lập tức nhẹ gật đầu, nhếch miệng cười nói, đã như vậy, thế thì do cậu giải thích, chỉ cần cậu có thể nói được, tôi sẽ lập tức bỏ tiền mua bức tranh này đây là do ông nói đó nhé. Ngu tử Diệp nhếch miệng lên một nụ cười tự tin, anh ta lập tức đi tới bức tranh trước mặt, nhìn chằm chằm tác phẩm trên tường, cẩn thận quan sát. Đây là một tác phẩm lấy chủ đề tình yêu. Màu sắc tổng thể đều là màu hồng phấn lãng mạn. Ở chính giữa vẽ một gốc cây to có lá cây hình trái tim màu hồng phấn. Mà dưới gốc cây to màu hồng phấn kia. Audio điện tử võ tấn bền. Chương 256, anh lắc đầu là có ý gì? Đây cũng chính là nguyên nhân đa số người xem không hiểu bức tranh này. Thật hay cho một đôi tình nhân, vốn phải là hình ảnh ngọt ngào, làm sao lại là một người sầu bi rơi lệ, một người khác lại thoải mái cười to chứ? Chuyện này thật sự là quá mâu thuẫn. Ngu Tử Diệp nhìn chằm chằm bức tranh này, nhìn trọn vẹn 5 phút, anh ta lập tức xoay người lại nhìn người đàn ông trung niên và đám người, nhếch miệng lên một nụ cười tự tin, trải qua quan sát của tôi cộng với giải thích về nghệ thuật mà tôi biết ý nghĩa mà bức tranh này ẩn giấu tôi đã giải ra được rồi thật sao có ý gì thế người đàn ông trung niên không kịp chờ đợi hỏi mọi người vây xem cũng rối rít nhìn sang ngô tử diệp cảm giác được mọi người vây quanh thế này khiến ngô tử diệp vô cùng hưởng thụ ngô tử diệp nhìn sang lâm thanh nhã anh ta nhếch miệng lên một nụ cười tự nhận là rất đẹp trai rồi lập tức lại rất khinh thường lườm diệp thu một cái lúc này mới tỏ vẻ đầy tự tin nói rất đơn giản, bức tranh này đang châm chọc các cô gái hám dầu hám hư vinh trong xã hội hiện nay. Vì sao lại nói như vậy? Nghe thấy câu nói này, người đàn ông trung niên và mọi người đều là sững sờ, trên mặt hiện đầy vẻ nghi ngờ. Mọi người nhìn vào đây xem. Ngu tử Diệp lấy tay chỉ một chỗ trên bức tranh rồi nói tiếp, trong tay người phụ nữ này cầm một chiếc túi sách LV còn chưa bóc tem. Đây là ai mua cho cô ấy? Không hề nghi ngờ, nhất định là người đàn ông này. Chúng ta có thể tưởng tượng một chút, bình thường người phụ nữ này thấy bạn bè thân thiết của mình đều có túi sách LV, trong lòng cô ấy cảm thấy không công bằng, thế là lợi dụng chuyện này để uy hiếp bạn trai của mình. Nếu anh ấy không mua cho mình một chiếc túi sách LV, vậy sẽ lập tức chia tay. Kết quả là người đàn ông chỉ có thể xài hết toàn bộ tích góp của bản thân để vì mua một chiếc túi sách LV cho người phụ nữ. Bởi vì người phụ nữ đã nhận được túi sách LV nên hết sức vui mừng, cười to thoải mái tại chỗ, mà người đàn ông lại liên tưởng đến chuyện không còn tiền tích góp, cuộc sống tương lai khó khăn, từ đó sụp đổ khóc lớn. Đây chính là ý nghĩa thực sự của bức tranh này, châm chọc sâu sắc những cô gái hám giàu sang trong mắt chỉ có tiền tài. Nghe xong lời ngu tử Diệp nói, người đàn ông trung niên và mọi người ở đây đều sướng sờ. Mọi người cẩn thận suy nghĩ một phen, cảm thấy quả thực như thế, bọn họ dối rít gật đầu tán thưởng, có lý, không hổ là con trai của đại sư ngu, quả nhiên là giải thích bức tranh này vượt trội hơn người bình thường. Thật giỏi, vừa rồi chúng tôi nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra, không nghĩ tới cậu ngu chỉ nhìn trong chốc lát là có thể giải thích được ý nghĩa trong đó, thật là làm cho chúng tôi bội phục. Quả nhiên là người xuất thân từ gia đình danh giá, chỉ một lát là có thể nhìn ra được chỗ chúng tôi không thấy được, giỏi, rất giỏi. Nghe thấy những lời khen ngợi này, vẻ đắc ý trên mặt ngu tử diệp lập tức càng tăng lên. Tiểu ngu, cháu quá tuyệt vời, ngay cả tác phẩm của Đại sư Murphy Lopes mà cháu cũng có thể giải thích được. Thật không hổ là con trai của Đại sư Ngu, trên dưới cả người đều là tế bào nghệ thuật, không giống một số đầu nhà quê xuất thân từ nông thôn, thứ gì cũng không hiểu, một chút yếu tố nghệ thuật cũng không có, chỉ làm cho nhà họ Lâm chúng tôi mất mặt. Triệu Thư Đình nhìn Ngu Tử Diệp liên tục tán thưởng, cuối cùng vẫn không quên chào phúng Diệp Thu một chút. Bà ta vốn cảm thấy Diệp Thu không bằng Ngô Tử Diệp, hiện tại xem ra càng cảm thấy ngô tử Diệp đã vứt bỏ Diệp Thu không biết bao nhiêu con đường. Chuyện này khiến bà ta càng chán ghét và không thích Diệp Thu hơn. Gì đã quá khen, ngô tử Diệp cười đắc ý, lập tức nhìn sang Diệp Thu, anh ta vừa định chuẩn bị thuận thế chào phúng Diệp Thu một phen. Thế nhưng nhìn kỹ, anh ta lại phát hiện Diệp Thu đang khẽ lắc đầu ngước nhìn bức tranh kia. Hành động lắc đầu này là có ý gì? Sắc mặt của ngô tử Diệp lại trầm xuống ngay tức khắc bởi vì anh ta mới vừa giải thích bức tranh này. Tất cả mọi người còn đang gật đầu tán thưởng. Duy chỉ có Diệp Thu ở đó lắc đầu. Đây rõ ràng chính là đang gây khó dễ, phủ nhận cách nói của anh ta. Nghĩ đến đây, trong mắt ngô tử Diệp lóe lên ánh sáng lạnh, anh ta trực tiếp nhìn Diệp Thu cười lạnh hỏi, này Diệp Thu, anh lắc đầu là có ý gì? Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người ở đây lập tức đều tụ tập ở trên người Diệp Thu. Không có gì, Diệp Thu thản nhiên nói, gì mà không có gì, có phải anh có ý kiến gì với giải thích của tôi không? Xem ra anh còn có cái nhìn khác của bản thân nà. Đã như vậy, vậy anh cứ nói để mọi người nghe một chút, xem xem hai người chúng ta ai nói hợp lý hơn. Ngu tử Diệp cười lạnh nói. Anh ta tự nhận là chắc chắn Diệp Thu có nói cũng không nói được gì. Dù sao đây chính là tác phẩm của đại sư Murphy Loss, đâu phải tùy tiện là có thể giải nghĩa được ý nghĩa trong đó chứ chớ nói chi là tên vô dụng diệp thu dựa vào ăn bám mà sống. Vậy dĩ lại càng thêm không có khả năng. A Du, tiểu ngu, cháu đừng làm khó tên vô dụng này nữa. Anh ta chỉ là một nông dân, tác phẩm cao cấp như vậy, làm sao anh ta có thể nhìn ra được gì? Anh ta chỉ có chút ít trình độ, nhận biết mấy chữ đã là rất giỏi rồi. Triệu thư đình vội vàng thừa cơ châm chọc khiêu khích nói. Lời này vừa nói ra đã lập tức dẫn tới mọi người ở đây cười vang một trận bên trong ánh mắt nhìn sang diệp thu cũng tràn đầy mỉa mai diệp thu nói chuyện đi không phải anh còn lắc đầu sao không biết anh có ý kiến gì về lời giải thích của tôi không có giỏi thì anh cứ nói ra cách nhìn của mình về bức tranh này để mọi người nghe xem nó buồn cười ra sao cũng để tất cả mọi người vui vẻ thêm một chút ngu tử diệp nhìn diệp thu mặt mũi đầy đắc ý khiêu khích nói đủ rồi khuôn mặt nhỏ của lâm thanh nhã lập tức phát lạnh cô thật sự nghe không nổi nữa cô trực tiếp tiến lên bắt lấy tay phải của Diệp Thu nói, Diệp Thu, công ty của tôi còn có việc, anh tiến tôi về công ty đi. Nói xong là Lâm Thanh Nhã muốn lôi kéo Diệp Thu đi ra khỏi vòng vây nhiều chuyện này. Đây chính là lần đầu tiên Diệp Thu được Lâm Thanh Nhã chủ động dắt tay, một lúc lâu sau anh cũng bị hạnh phúc làm choáng váng đầu óc, có chút sững sờ, cứ như vậy rất nghe lời đi theo Lâm Thanh Nhã đi ra ngoài. Thấy vậy, Triệu Thư Đình và Ngô Tử Diệp lập tức gấp gáp. Tiểu Nhã, Diệp Thu, hai đứa đứng lại cho mẹ. Triệu Thư Đình vội vàng hô to. Nhưng mà hai người lại giống như không nghe được, tiếp tục đi ra bên ngoài. Ngu tử Diệp cắn răng, anh ta nhanh chóng dậm chân vội vàng đi đến gọi Diệp Thu. Diệp Thu, tên vô dụng nhà anh, vậy mà để phụ nữ che chở cho mình, trốn ở sau lưng phụ nữ. Anh thật sự không phải là đàn ông, chẳng lẽ anh cho rằng thế này là có thể giải quyết được chuyện này sao? Diệp Thu đang rơi vào hạnh phúc, nghe nói lời ấy, anh lập tức bừng tỉnh lại, lúc này ngừng ngay tại chỗ. Mà Diệp Thu không đi, Lâm Thanh Nhã cũng không kéo Diệp Thu đi được, cô quay đầu chừng mắt nhìn Diệp Thu không hiểu hỏi anh dừng lại làm gì. Thanh Nhã, tên kia nói rất đúng, trốn ở sau lưng của em là không giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Huống chi hẳn là em cũng không hy vọng chồng của mình luôn cứ núp sau cánh chim của mình đúng không? Diệp Thu mỉm cười nhìn Lâm Thanh Nhã nói, chương 257, ý nghĩa chân chính của bức tranh. Hả, thật không, nói nhanh lên, tôi đang chú ý lắng nghe đây. Khóe miệng của Ngô Tử Diệp hiện lên một điệu cười châm chọc, anh ta nói một cách khinh thường. Sở dĩ tôi lắc đầu là do cách anh giải thích bức tranh này quá nông cạn. Những cái khác tạm thời không nói nhưng tác giả của bức họa này là Murphy Lodge. Anh có cảm thấy tác phẩm của ông ấy chỉ dùng để biểu đạt sự châm chọc nông cạn này thôi không? Đơn giản như vậy sao? Vậy thì thật đáng tiếc cho danh hiệu đại sư hội họa đẳng cấp nhất thế giới của Murphy Lodge rồi. Diệp Thu nói một cách thản nhiên. Ây ra, Diệp Thu, tôi nói anh béo anh còn thở hồng hộc đúng không? Anh nghĩ anh là ai vậy? Chẳng qua cũng chỉ là một thằng nhà quê đến từ nông thôn, là dạng vô dụng thích ăn cơm chùa mà thôi, sao anh có thể hiểu nghệ thuật là gì được? Anh nhìn mà hiểu được bức tranh này sao? Theo ý của anh, chẳng lẽ thành ra tôi nói sai à? Anh đúng là hài hước, vẻ mặt của ngu Diệp tử gợi lên sự khinh thường và mỉa mai. Nhưng mà Diệp Thu này, tôi cầu xin anh đừng quên thân phận của mình cái gì anh cũng không hiểu thế mà cũng dám nói tiểu ngu nhà này nông cạn chẳng lẽ anh có thể nhìn ra được ngụ ý của bức tranh này à có bản lĩnh thì nói ra cho mọi người nghe chút đi đôi mắt sáng trên gương mặt mang đầy ý khinh thường của triệu thư đình liếc nhìn diệp thu một cái người này là ai vậy sao lại dám nghi ngờ cậu ngu chứ chẳng lẽ anh ta không biết địa vị của đại sư ngu trong giới hội hỏa của hoa hạ sao Cậu ngu này nói như thế nào cũng là con của đại sư ngu, những điều anh ta giải thích về bức tranh của đại sư Murphy lốt vẽ rất chắc chắn, nhưng thằng quát này lại từ đâu bay ra vậy? Còn dám nói cậu ngu giải thích quá nông cạn, đúng thật là quá đề cao mình rồi đó. Nhưng mà có bản lĩnh thì anh giải thích chính xác ngụ ý được biểu đạt của bức tranh xem, anh cứ đứng ở đó mà mạnh miệng thì chả ai biết đâu. Mọi người nhiệt tình hướng ánh mắt khinh thường sang Diệp Thu, dù sao vừa rồi bọn họ cũng đã hiểu được giải thích của Ngô Tử Diệp dành cho bức tranh. Mà hiện tại Diệp Thu lại nói lời giải thích của Ngô Tử Diệp không đúng, lại còn nói nó vô cùng nông cạn. Chẳng phải là chuyện này đang đánh vào mặt bọn họ hay sao? Quát con, cậu ngu đây là con của Đại sư Ngu. Anh ấy giải thích bức tranh này đều được bọn tôi nhất trí tán thành, nhưng bây giờ anh lại nhảy ra nghi ngờ anh ấy rồi nói anh ấy giải thích nông cạn vậy thì chẳng phải anh đang nói tất cả bọn tôi đều là người nông cạn sao? Hôm nay anh không cho toàn thể mọi người ở đây một lời giải thích vừa lòng thì anh đừng hòng rời đi được. Một người đàn ông trung niên đang chừng mắt, hung dữ nói với Diệp Thu. Diệp Thu mỉm cười, anh cũng không phản ứng lại mấy người này mà lại nhìn ngu tử Diệp rồi thản nhiên nói, bây giờ tôi muốn sửa sai một chút. Vừa nãy tôi nói sai rồi, tôi không nên nói anh giải thích bức tranh này quá nông cạn. Nghe xong những lời này, khóe miệng ngu tử Diệp hiện lên một nụ cười đắc ý. Anh ta còn tưởng Diệp Thu thấy nhiều người bên mình vậy nên bắt đầu khiếp sợ rồi. Chuyện này làm cho anh ta đắc ý đến cực độ nên anh ta cười lạnh lùng và chuẩn bị chế giễu Diệp Thu. Đúng lúc này lại nghe Diệp Thu nói tiếp, không phải anh giải thích nông cạn mà là nói bậy bạ, ông nói gà bà nói vịt. Nếu Murphy los biết anh giải thích tranh của ông ấy như vậy, chỉ sợ là sẽ lên tăng sông mà hộc máu đấy. Vừa dứt lời, toàn thể mọi người hoàn toàn sửng sốt. Sắc mặt Ngô Tử Diệp trở nên u ám ngay lập tức. Đúng là nhục nhã, đây quả thực là nhục nhã đến trần trụi, nếu hôm nay không có mặt mũi quay về thì sau này anh ta còn thể diện đâu mà xuất hiện trước mặt Lâm Thanh Nhã đây. Nghĩ đến đây, Ngô Tử Diệp hít một hơi thật sâu để cố kìm nén sự tức giận của mình lại, không cho nó bộc phát ra. Ngay sau đó, anh ta nhìn Diệp Thu rồi cắn răng nói một cách lạnh lùng, nếu anh đã nói như vậy xem ra anh thực sự đã hiểu bức tranh này. Vậy mong anh có thể giải thích bức tranh này cho toàn thể mọi người nghe. Nếu như anh giải thích không ra hoặc không thể làm cho mọi người tin phục lời anh nói thì anh phải quỳ gối dập đầu xin lỗi trước mặt tôi. Nếu tôi có thể giải thích được thì sao? Diệp Thu cân nhắc hỏi một câu. Thì coi như tôi đây đại diện cho tập thể đông đủ mọi người ở đây dập đầu xin lỗi anh. Hơn nữa tôi còn tự thừa nhận bản thân là một thứ nhà quê nông cạn. Ngu tử Diệp cắn răng, nói một cách rất tự tin. Sở dĩ anh ta dám nói như vậy là vì anh ta tin tưởng chắc chắn trăm phần trăm rằng Diệp Thu tuyệt đối không thể nào giải thích ra được. Cho nên anh ta mới dám chắc chắn như thế. Được, vậy đi, khóe miệng Diệp Thu khẽ cong lên, anh quay đầu lại nhìn thoáng qua Lâm Thanh Nhã thì chỉ thấy được trong ánh mắt trên khuôn mặt nhỏ lạnh lùng của Lâm Thanh Nhã tràn ngập sự trách móc. Dĩ nhiên là cô trách Diệp Thu sao vừa rồi không rời khỏi đó cùng cô mà lại ở lại đánh cược với ngu Diệp Tử tuy nhiên trong ánh mắt trách móc của lâm thanh nhã diệp thu còn phát hiện một thứ khác nữa lo lắng không sai lâm thanh nhã đang lo lắng cho diệp thu tuy là cô che giấu nó rất kỹ nhưng vẫn bị diệp thu bắt gặp chuyện này không khỏi khiến cho diệp thu cảm thấy ấm lòng anh mỉm cười nhẹ nhàng với lâm thanh nhã ngay sau đó dưới ánh mắt khinh thường của mọi người Diệp Thu đi lên trước bức tranh kia và nói với bọn họ, lúc mọi người ngắm một thứ gì đó thì thường chỉ biết mong muốn nhìn cái mà mình thích. Cũng bởi vì vậy mà đã bỏ qua một số chi tiết khá quan trọng. Mời mọi người nhìn quần áo của người phụ nữ này. Anh vừa dứt lời thì mọi người sôi nổi nhìn về phía quần áo của người phụ nữ. Vừa rồi mọi người chỉ chú ý đến chiếc túi sách LV trong tay người phụ nữ nhưng lại không chú ý đến bộ quần áo mà người phụ nữ này mặc trên người. Người phụ nữ mặc quần áo như thế nào? một chiếc váy hoa dài quá khổ, thậm chí trên váy còn vá chẳng vá chịt. Tôi muốn hỏi, có người nào yêu hư vinh ham tiền thích làm người đẹp lại diện một bộ váy tầm thường đầy vết vá như thế này không? Diệp Thu chỉ vào chiếc váy của người phụ nữ trong tranh rồi nhàn nhạt cười nói. Nghe được những lời này, mọi người bắt đầu quan sát cẩn thận chiếc váy thì mới phát hiện ra, quả nhiên là có một chỗ vá. Hơn nữa không chỉ một cái. Điều này làm cho tất cả đều ngạc nhiên chương 258, tranh trong tranh. Lời nói của Diệp Thu khiến vẻ mặt của Ngô tử Diệp đột nhiên thay đổi. Anh ta nghiến răng nghĩ ngợi hồi lâu, chỉ có thể dở giọng cả vú lấp miệng em, vậy thì. Đó có thể là sở thích của người phụ nữ này, hoặc vốn dĩ người phụ nữ này thích mặc đồ xuyên thấu. Một cô gái hám tiền hám của thích mặc váy xuyên thấu ư. Lẽ nào không thấy điều này có mâu thuẫn sao? Giống như một người nói rằng anh ấy yêu thích sự sạch sẽ, nhưng cả ngày lẫn đêm lại chui rúc vào đống rác nằm ngủ, chẳng lẽ anh không cảm thấy điều này rất kỳ lạ sao? Gương mặt của Diệp Thu tràn đầy vẻ suy tư và hỏi ngược lại. Anh quan tâm tôi mâu thuẫn hay không mâu thuẫn ư? Ừ. Diệp Thu, sao cho anh giải thích bức tranh này nhỉ? Từ trước tới giờ anh đều chẳng nói được gì có ích cả, đừng nói với tôi là đến giải thích tranh mà anh cũng không làm được nhé. Ngu tử Diệp tự biết mình đối lý, anh ta trợn mắt nước Diệp Thu một cái rồi nhanh chóng chuyển chủ đề đừng sốt ruột chứ, ban nãy chỉ mới thiết lập nhân vật trước để anh nắm sơ qua thôi, tiếp theo tôi mới đi vào chủ đề nè. Khóe miệng của Diệp Thu hơi nhếch lên, sau đó chỉ tay vào bức tranh trên tường nói tiếp, thực ra bức tranh này là nói về một tình yêu rất gần với thực tế, một tình yêu giữa những con người bình thường. Người đàn ông và người phụ nữ trong tranh đều là người bình thường. Từ trang phục có thể thấy, tuy cuộc sống của đôi tình nhân nhỏ này không giàu có, nhưng hai người lại vô cùng yêu thương nhau người đàn ông biết người phụ nữ rất thích một chiếc túi lv nên anh ấy đã dành dụng tiền rất lâu sau đó dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm mua chiếc túi này và tặng cho người phụ nữ trong ngày này người phụ nữ rất bất ngờ và cực kỳ hạnh phúc còn người đàn ông cảm thấy rất vui mừng khi thấy bạn gái của mình hạnh phúc nhưng anh ấy nghĩ đến những ngày tháng sau này có thể sẽ phải sống rất vất vả nên ở khóe mắt của anh ấy có động lại những giọt nước mắt đau khổ và bất lực tuy nhiên anh ấy không hối hận anh ấy vẫn nắm chặt tay bạn gái và chọn cách chịu đựng nỗi đau này một mình để người phụ nữ của mình được hạnh phúc. Đây chính là tình yêu sâu đậm mà anh ấy dành cho người phụ nữ của mình. Vậy còn người phụ nữ thì sao? Trong lúc vui vẻ, cô ấy không hề quên người đàn ông. Cô ấy biết rõ người đàn ông đã phải mất bao nhiêu tiền để mua được chiếc túi LV này. Vì vậy cô ấy quyết định trả lại chiếc túi LV và đưa tiền lại cho người đàn ông. Chờ một chút, ngu tử Diệp lập tức ngắt lời Diệp Thu, anh ta nở một nụ cười lạnh lùng và hỏi lại diệp thu diệp thu anh vẫn thường bảo tôi đang nói nhảm nhí tôi thấy người đang nói nhảm nhí là anh đấy nhỉ chỗ nào trong bức tranh này nói rằng người phụ nữ định trả lại chiếc túi hả tất cả đều do anh tự mình bịa ra có phải không đúng vậy tôi thấy anh đang nói quảng nói xiên tất cả đều là do anh tự bịa ra mà thôi triệu thư đình trừng mắt nhìn diệp thu và nói với anh bằng một giọng điệu khinh thường ai nấy cũng đều dối rít đổ dồn ánh mắt nghi ngờ sang phía Diệp Thu. Thực ra ban đầu khi nghe những gì Diệp Thu nói, bọn họ cảm thấy rất có lý. Nhưng vấn đề nằm ở câu cuối cùng. Người phụ nữ muốn trả lại chiếc túi và trả lại tiền cho người đàn ông. Nhưng những thứ này hoàn toàn không được vẽ trong bức tranh. Diệp Thu nói như vậy có hơi cứng nhắc rồi. Dù sao thì Diệp Thu cũng chỉ được giải thích hàm ý của tranh, không được mượn tranh mà bịa ra câu chuyện hoàn toàn khác để diễn giải ý nghĩa của bức tranh thì chắc chắn phải dựa vào nội dung bức tranh. Trong tranh có gì thì mới có thể nói cái đó. Nếu không thì tất cả những lời đó đều là nói quảng nói xiên. Diệp Thu cảm nhận được những ánh mắt dò xét và chất vấn của mọi người, nhưng anh không hoảng sợ một chút nào cả, khóe miệng của anh khẽ nhếch lên, sau đó vẫn vô cùng bình tĩnh giải thích tiếp, đừng gấp. Tiếp theo sẽ đến điểm chính. Điểm chính của bức tranh là muốn nói đến ánh mắt của người phụ nữ, mọi người nhìn đi, đây mới chính là chỗ tuyệt diệu và tinh xảo của bức tranh này. Ánh mắt sao, tất cả mọi người đều sửng sốt, trong phút chốc không hiểu được Diệp Thu đang muốn nói đến điều gì. Diệp Thu không hề nói nhảm, anh thẳng tay lấy điện thoại ra, bật chức năng phóng đại trên điện thoại, rồi soi vào ánh mắt của người phụ nữ trong bức tranh, sau đó anh nói, xin mọi người hãy nhìn đây. Nghe thấy thế, mọi người đều lũ lượt nhìn vào điện thoại di động của Diệp Thu. Ghé mắt nhìn một cái, Ai nấy đều vô cùng sửng sốt. Bởi vì họ đã phát hiện ra, sau khi điện thoại di động của Diệp Thu phóng to đôi mắt của người phụ nữ lên, trong ánh mắt đó lại chứa đựng một thứ khiến đất trời xoay chuyển. Sau khi phóng to con mắt bên phải của người phụ nữ đó, mọi người phát hiện ra còn có một bức tranh khác. Trước một cửa hàng của thương hiệu LV, người phụ nữ đưa chiếc túi LV đeo trong tay cho nhân viên bán hàng. Hơn nữa trong con mắt trái của người phụ nữ còn có một bức tranh khác nữa. Đó là người phụ nữ đang cầm một chồng tiền thật dày và trả lại cho người đàn ông. Hai bức tranh vừa soi thấy được trong hai mắt trái và phải của người phụ nữ hoàn toàn trùng khớp với câu nói cuối cùng của Diệp Thu. Rõ ràng, Murphy Lott đã dùng ý tưởng vẽ nội tâm của người phụ nữ vào trong đôi mắt của cô ấy. Điều này khiến mọi người vô cùng ngỡ ngàng và ngạc nhiên. Nếu như không dùng điện thoại di động của Diệp Thu để phóng đại đôi mắt của người phụ nữ đó, thì cho dù có nói thế nào cũng sẽ không chú ý đến trong đôi mắt của người phụ nữ còn chứa đựng những bức tranh nhỏ xíu khác. Đây có thể coi là một trong những kỹ thuật tương đối khó trong kỹ xảo hội họa. Trong thuật ngữ của lĩnh vực này thì đây được gọi là tranh trong tranh. Chỉ có thể là một họa sĩ đạt đến trình độ cao siêu tuyệt vời mới có khả năng vẽ được bức tranh như vậy. Dẫu sao, muốn che giấu một bức tranh phụ hoàn chỉnh vào đôi mắt nhỏ xíu kia thì phải cần bố cục rất chặt chẽ, để người xem không dễ dàng phát hiện ra có lẽ mức độ khó chẳng thua kém gì nghệ thuật điêu khắc trên gạo. Đồng thời điều này khiến mọi người không khỏi cảm thán tài năng hội họa tuyệt vời của Murphy Lowe. Nhưng họ cũng vô cùng ngạc nhiên về khả năng am hiểu về bức tranh này của Diệp Thu, cũng như óc quan sát tuyệt vời của anh. Phải biết rằng nếu không dùng chức năng phóng đại của điện thoại di động thì vốn dĩ sẽ không nhìn ra được hai bức tranh phụ ẩn giấu trong đôi mắt của người phụ nữ này. Trước khi Diệp Thu nói, bọn họ hoàn toàn không phát hiện ra, ngu tử Diệp cũng vậy nhưng Diệp Thu đã phát hiện ra. Nếu như không có hiểu biết sâu rộng về bức tranh này và khả năng quan sát tinh tế của Diệp Thu thì sẽ chẳng một ai trong số họ có thể khám phá ra nó. Bốp bốp bốp, chẳng mấy chốc, những chàng pháo tay nồng nhiệt đã nổ ra trong sân vận động. Cuối cùng, những ánh mắt khinh thường của mọi người dành cho Diệp Thu ngay lập tức đã mất tâm không để lại dấu vết gì, thay vào đó là nỗi ngạc nhiên xen lẫn sự thán phục sau khi nhìn thấy hai bức tranh, tranh trong tranh, này ẩn chứa trong mắt người phụ nữ. Cách giải thích của Diệp Thu về bức tranh này đã hoàn toàn thuyết phục được bọn họ. Nhìn lại cách giải thích của ngô tử Diệp ban nãy, thật sự giống như lời Diệp Thu đã nói, toàn bộ đều là nói quảng nói xiên. Chuyện này, chuyện này sao có thể, sao có thể thành ra như vậy? Ngô tử Diệp sướng sờ đứng chết chân tại chỗ, khuôn mặt nhăn nhúm vô cùng khó coi. Lúc này, anh ta cảm thấy như mình vừa bị ai đó tát thẳng vào mặt một cái. Đau đớn lạ thường, vẻ mặt của Triệu Thư Đình cũng không khá hơn là bao. Vừa rồi bà ta chế nhạo Diệp Thu. Kết quả là Diệp Thu đã dùng sự thật dạy cho bà ta một bài học. Điều này khiến bà ta cảm thấy xấu hổ, bà ta chỉ muốn tìm một cái lỗ nào đó để chui xuống. Nhưng người hoảng sợ nhất chính là Lâm Thanh Nhã. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Diệp Thu, Lâm Thanh Nhã hơi cau mày bởi vì cô cảm thấy hiện tại Diệp Thu có hơi xa lạ. Trong ấn tượng của cô, Diệp Thu lúc nào cũng hi hi ha ha cười tâu tuyết cả ngày, ngoài việc lau chùi dọn dẹp, anh còn nấu ăn và làm việc nhà, anh là một người đàn ông nội trợ rất đối bình thường. chương 259, tôi được gọi là Lý Quỳ. Anh ngu, Diệp Thu quay đầu nhìn sang ngô tử Diệp, khóe miệng mang theo một nụ cười hỏi, xin hỏi anh còn muốn phản bác gì nữa không? Sắc mặt của ngô tử Diệp lập tức thay đổi, khóe miệng giật giật. Anh ta còn có thể phản bác được gì nữa đây? Nếu như không có hình ảnh hai bức tranh đó ở trong mắt người phụ nữ, anh ta vẫn có thể phủ nhận nói rằng Diệp Thu bịa đặt vô căn cứ. Nhưng bây giờ bằng chứng như núi, làm sao anh ta có thể phản bác được nữa? Cũng không thể giả vờ không nhìn thấy có đúng không? Điều đó cũng vô ích, rất nhiều người đã nhìn thấy nó, một mình anh ta giả vờ không nhìn thấy thì được lợi ích gì? Anh ta lại càng không thể làm cho tất cả mọi người ở đây bị mù cho nên vào lúc này anh ta thật sự không biết nên nói gì không còn gì để nói nữa đúng không thấy ngô tử diệp không nói lời nào diệp thu cười nói nếu đã như vậy thì anh hãy thực hiện lời hứa vừa rồi đi nghe vậy sắc mặt của ngô tử diệp tối sầm lại anh ta nghiến răng nghiến lợi trong mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo hỏi diệp thu cậu đang nói thật sao nếu không thì sao chẳng lẽ chúng ta vẫn luôn nói dẫn sao diệp thu nói với vẻ mặt trêu tức diệp thu cậu đừng có mà quá đáng, ba tôi là ngu hồng xương, cậu cảm thấy việc đắc tội tôi sẽ có lợi sao? Ngu tử Diệp trừng mắt nhìn Diệp Thu chầm chầm, sau đó quát lên một cách nặng nề. Lúc này đây, anh ta cực kỳ tức giận, dù sao thì anh ta sẽ rất mất mặt nếu phải quỳ xuống xin lỗi Diệp Thu ở trước mặt rất nhiều người. Ba của anh là ngu hồng xương thì làm sao? Cho dù ba anh có là Lý Cương thì hôm nay anh cũng phải thực hiện lời hứa của mình, trừ khi anh muốn bị mất mặt ở trước mặt nhiều người như thế này. Diệp Thu nói một cách thản nhiên. "Anh, vẻ mặt của Ngô Tử Diệp biến đổi, đôi mắt trợn tròn lên vì tức giận như muốn phun ra lửa." Không còn cách nào khác, anh ta chỉ có thể nhìn sang Triệu Thư Đình ở bên cạnh với ánh mắt cầu cứu. Dù sao thì Triệu Thư Đình cũng là mẹ vợ của Diệp Thu, nếu như Triệu Thư Đình mở miệng thì chắc chắn Diệp Thu sẽ trở lại một chút thể diện cho bà ta. Đương nhiên là Triệu Thư Đình hiểu được ý của Ngô Tử Diệp, bà ta hít sâu một hơi nhìn Diệp Thu rồi nói, "Diệp Thu, làm người thì phải có lòng khoan dung chỉ là một câu nói đùa thôi đừng coi là thật mẹ nếu hôm nay người bị thua là con thì mẹ có để cho con quỳ xuống đây không nếu trong xã hội này những lời hứa có thể biến thành trò đùa một cách tùy ý vậy còn có gì đáng để tin tưởng nữa diệp thu quay đầu nhìn sang triệu thư đình hỏi lại với vẻ mặt hờ hững ánh mắt lạnh lùng vô tình đó khiến toàn thân triệu thư đình bất giác run lên Bà ta đã từng nghĩ rằng Diệp Thu là một chàng trai quê mùa không có xuất thân, vì vậy bà ta mới có thể bắt nạt Diệp Thu mà không kiêng rè. Nhưng vào lúc này, ánh mắt của Diệp Thu khiến bà ta dùng mình, giống như đang đối mặt với một con dã thú vậy. Bà ta sợ tới mức những lời nói đến bên miệng cũng nuốt trở về, một hồi lâu cũng không nói nên lời. Triệu Thư Đình chỉ có thể quay đầu lại nhìn Lâm Thanh Nhã, muốn Lâm Thanh Nhã nói giúp hai câu. Bởi vì bà ta biết Diệp Thu rất nghe lời Lâm Thanh Nhã. Nhưng mà Lâm Thanh Nhã lại nói một cách lạnh lùng, điều tôi muốn nói chính là làm một người đàn ông, anh có thể thua, nhưng anh phải có dũng cảm để chịu trách nhiệm sau khi bị thua. Vừa dứt lời, cả khuôn mặt của Ngô Tử Diệp và Triệu Thư Đình đều thay đổi, khỏi phải nói có bao nhiêu xấu xí. "Xin lỗi, ôi mẹ ơi, tôi khinh thường nhất loại người không giữ chữ tín, mau đi xin lỗi vị này đi." Người đàn ông trung niên trừng mắt lên nhìn Ngô Tử Diệp, giọng điệu cực kỳ tức giận. "Đúng vậy, đã thua thì phải thực hiện lời hứa, mau xin lỗi đi. Mọi người đều nói, đối mặt với áp lực từ tất cả mọi người, ngô tử Diệp không còn cách nào khác. Anh ta không khỏi chừng mắt nhìn Diệp Thu chằm chằm, nghiến răng nghiến lợi, giọng nói nặng nề, được, Diệp Thu, anh thật đúng là rất gan dạ, tôi sẽ nhớ cái mối thù này, chúng ta cứ chờ xem. Nói xong, ngô tử Diệp hít sâu một hơi, chỉ có thể không cam lòng mà quỳ xuống trước mặt Diệp Thu, nói một cách không tình nguyện, xin lỗi, Tôi là một kẻ nhà quê, nông cạn, xin anh thứ lỗi. Ngay sau đó, Ngô Tử Diệp lại dập đầu một cái rất nhanh về phía Diệp Thu rồi mau chóng đứng dậy, vẻ mặt xám xịt đi sang một bên. Diệp Thu không nói gì nữa, bởi vì Ngô Tử Diệp đã tự nhấc một tảng đá đập vào chân mình, thật sự là mất mặt. Bức tranh này rất có ý nghĩa, một bức tranh trong tranh, tôi mua nó. Người đàn ông trung niên kia cũng rất thẳng thắn vỗ ngực nói với nhân viên công tác ở bên cạnh. Sau đó, Ông ấy nhìn về phía Diệp Thu, giơ ngón tay cái lên với Diệp Thu và khen ngợi, "Người anh em, cậu rất giỏi, cậu có thể thấy được ý nghĩa của bức tranh khó hiểu như vậy, thật sự là khiến tôi rất khâm phục. Nhưng mà lúc nãy cậu nói nhiều như vậy, có thể tổng kết lại nội dung của bức tranh này không? Sau khi tôi trở về, tôi sẽ tìm một nhà thư pháp và viết lời tổng kết của cậu lên bức tranh này." Hai người yêu nhau là cả một quá trình cùng nhau nỗ lực, chỉ có hai người mới có thể hết lòng lo lắng cho nhau. Hiểu nhau và bao dung cho nhau thì mối quan hệ này mới có thể tiếp tục lâu dài. Đây là ý nghĩa thực sự mà bức tranh muốn biểu đạt." Diệp Thu cười nói. Trong khi nói một câu này, anh vẫn luôn nhìn về phía Lâm Thanh Nhã đang đứng cách đó không xa, trong ánh mắt của anh tràn đầy sự dịu dàng. Lâm Thanh Nhã thấy vậy thì hơi ngượng ngùng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên. "Tốt, thật sự rất tuyệt vời." Người đàn ông trung niên gật đầu khen ngợi, sau đó duỗi tay phải ra với Diệp Thu vô cùng phóng khoáng nói, xem ra người anh em có hiểu biết sâu sắc về tình yêu, Lý Quỳ tôi muốn làm bạn với cậu. Ông tên là gì? Diệp Thu sửng sốt. Ha ha ha, cậu bị tên của tôi làm cho ngạc nhiên đúng không? Cậu không nghe nhầm đâu, đúng là Lý Quỳ, Lý Quỳ của Hắc Toàn Phong. Lý Quỳ nhếch miệng cười. Cái tên này, Diệp Thu nhìn người đàn ông trung niên từ trên xuống dưới rồi cười nói, thật sự rất thích hợp với ông. Bởi vì người đàn ông trung niên này cao to thô kệch, tóc tai khá là rậm rạp và thô ráp. Đặc biệt là tính cách rất ngay thẳng, bộc chộp. Thật sự là rất giống Lý Quỳ, ha ha, nhiều người đều nói tôi như vậy. Lý Quỳ cười lớn. Diệp Thu, rất vui được làm quen với ông. Diệp Thu duỗi tay phải ra, bắt tay với Lý Quỳ cười nói. Được, cậu Diệp, tôi sống ở Giang Nam, tôi không thường xuyên đến bên Giang Bắc này. Khi nào cậu đến Giang Nam, hãy gọi điện thoại cho tôi. Tôi nhất định sẽ tự mình tiếp đãi cậu. Lý Quỳ nói vô cùng hào phóng. Ừm, um, chắc chắn rồi." Diệp Thu mỉm cười gật đầu. Chương 260, hẹn thời gian gặp Murphy Lowe. "Mẹ, công ty của con còn có việc phải làm, con đi về trước, mẹ cứ ở đây tiếp tục xem đi." Lâm Thanh Nhã nhìn Triệu Thư Đình, giọng nói lạnh lùng cất lên. "Cô muốn đưa Diệp Thu rời khỏi đây ngay lập tức." Sau những gì vừa xảy ra, cô không còn một chút hứng thú nào đối với cuộc triển lãm này cô chỉ muốn rời đi càng sớm càng tốt, tránh xa cái người tên Ngô Tử Diệp này. Bởi vì tính tình và cách xử sự của Ngô Tử Diệp khiến cô vô cùng chán ghét. Nhìn qua thì có vẻ là người nho nhã lịch sự, nhưng lời nói lại khiến người khác cực kỳ ghê tởm. Mặc dù những lời này đều nhằm vào Diệp Thu, nhưng mà Diệp Thu chính là người chồng hợp pháp của cô. Hơn nữa bây giờ ấn tượng của cô về Diệp Thu đã thay đổi rất nhiều, cô đang định thử chấp nhận Diệp Thu. Để cho một người ngoài chế diễu Diệp Thu như vậy, đương nhiên là cô sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu. Nếu không phải là vì nể mặt mẹ của cô, bà Triệu Thư Đình dẫn Ngô Tử Diệp tới thì cô đã trở mặt với Ngô Tử Diệp từ lâu rồi. Nhìn thấy Lâm Thanh Nhã chuẩn bị rời đi, Triệu Thư Đình hơi sốt ruột. Vốn dĩ bà ta định mời Lâm Thanh Nhã và Diệp Thu đến đây vào ngày hôm nay là để khiến cho Diệp Thu bị mất mặt ở trước mặt Lâm Thanh Nhã. Đồng thời, cũng để cho Lâm Thanh Nhã có thể biết người đàn ông Diệp Thu này kém cỏi và vô dụng như thế nào sau đó lại nhìn thấy ngô tử diệp có bao nhiêu ưu tú để cho lâm thanh nhã hoàn toàn thất vọng về diệp thu nhưng bây giờ tình huống lại trở thành như thế này người bị mất mặt xấu hổ không phải là diệp thu mà là ngô tử diệp điều này hoàn toàn vượt quá sự mong đợi của triệu thư đình nó cũng khiến cho bà ta rất khó chịu nếu hôm nay cứ để diệp thu trở về như thế này bà ta không thể nuốt trôi cục tức này vào trong lòng được nghĩ đến đây triệu thư đình vội vàng bước tới ngân cản thanh nhã con đi gấp như vậy để làm gì, ở lại xem với mẹ một lúc đi. Hai mẹ con chúng ta mãi mới có thể cùng nhau đi đến xem buổi triển lãm nghệ thuật, chúng ta phải xem nhiều một chút. Mẹ, công ty của con còn có việc." Lâm Thanh Nhã nói. "Thôi nào, người khác không biết, mẹ lại không biết sao? Chuyện của công ty thì sẽ có người đi xử lý, con là tổng giám đốc, không thể việc gì cũng tự mình làm được, có đúng không?" Triệu Thư Đình bĩu môi, hoàn toàn không chịu nhượng bộ. Nhưng Lâm Thanh Nhã nhíu mày, trong lúc nhất thời cũng không biết làm cách nào để lấy cớ cho có lệ với mẹ mình. Đúng lúc này, Ngô Tử Diệp đảo mắt, nhân cơ hội mà nhìn sang Lâm Thanh Nhã nói, cô Lâm đừng đi vội. Tôi đoán bây giờ ba tôi và đại sư Murphy lúc không quá bận, tôi sẽ gọi điện thoại cho ba tôi, thử liên lạc một chút xem nếu có thể thì tôi sẽ đưa cô đến gặp đại sư Murphy lúc ngay bây giờ. Nghe được một câu này, Lâm Thanh Nhã lập tức sửng sốt. Thành thật mà nói, ước mơ của cô là có thể gặp được Murphy Lose. Bây giờ đột nhiên ngu tử Diệp lại đề xuất, cám dỗ này đối với cô thật sự là quá lớn. Thấy Lâm Thanh Nhã do dự, Triệu Thư Đình biết là vẫn còn cơ hội, anh ta vội thuyết phục, đúng vậy, Thanh Nhã, không phải đại sư Murphy Lose là thần tượng của con sao. Con vẫn nói là muốn gặp ông ấy, hiện tại con ở lại đây, tử Diệp cũng nói có thể dẫn con đi gặp ông ấy, cơ hội tốt như vậy, con đừng có bỏ lỡ. Chuyện này, Lâm Thanh Nhã do dự một chút, sau đó nhìn sang Diệp Thu hỏi, "Diệp Thu, anh nghĩ như thế nào? Anh có muốn ở lại không?" Đương nhiên là Diệp Thu biết Lâm Thanh Nhã rất muốn gặp Murphy Los, cho nên anh trả lời mà không cần phải suy nghĩ, "Tôi nghe lời em." "Ừm." Uhm. Lâm Thanh Nhã gật đầu, sau đó quay đầu nhìn Triệu Thư Đình nói, "Được, vậy thì con sẽ ở lại đây một chút." "Được, thật sự là con gái ngoan của mẹ." Trên khuôn mặt của Triệu Thư Đình lập tức tràn ngập nụ cười. Khi Ngô Tử Diệp ở bên cạnh thấy Lâm Thanh Nhã đồng ý ở lại, anh ta cũng rất phấn khích, vội nói tôi đi gọi điện thoại cho ba tôi. Vừa dứt lời, Ngô Tử Diệp lấy điện thoại ra, bước nhanh sang một bên, tìm thấy số điện thoại của ba mình rồi ấn gọi đi. Một lúc sau, điện thoại đã được kết nối alo, ba ơi, bây giờ ba và đại sư có rảnh không? Ngô Tử Diệp thử hỏi. Ba với ông ấy đang ở phòng nghỉ uống trà nói chuyện phiếm, có chuyện gì vậy? Ngu Hồng Sương nghi ngờ. Con có ba người bạn rất hâm mộ đại sư và muốn gặp đại sư. Bọn họ cũng là tầng lớp nhà giàu ở thành phố Giang Châu, không biết đại sư có cho một chút thể diện không? Ngu Tử Diệp vội nói. Con chờ đi, ba sẽ hỏi hộ con. Sau đó, Ngu Hồng Sương ở bên kia im lặng một lúc. Khoảng một phút sau thì lại nghe thấy giọng nói của Ngu Hồng Sương vang lên. Được rồi, dẫn bạn của con đến đây đi, nhớ là các con chỉ có thể ở chỗ này một phút, sau đó đại sư của con còn có việc phải làm vâng ạ à, ba cứ yên tâm trong nháy mắt gương mặt của ngô tử diệp lập tức tràn ngập nụ cười sau khi cúp máy trong lòng ngô tử diệp phấn khích không thôi đây chính là cơ hội tuyệt vời để anh ta đảo ngược tình thế và tìm lại thể diện hãy thử nghĩ xem ở dưới sự dẫn dắt của anh ta mọi người cùng nhau bước vào phòng nghỉ rồi anh ta sẽ giới thiệu để cho lâm thanh nhã gặp được đại sư murphylos sau đó nghĩ cách để đại sư murphylos nói một vài lời tốt đẹp thay anh ta ở trước mặt lâm thanh nhã tiếp theo chính là để ba anh ta ra mặt, dạy cho Diệp Thu một bài học. Diệp Thu có thể kiêu ngạo ở trước mặt anh ta nhưng nếu ở trước mặt ba anh ta thì Diệp Thu còn dám kiêu ngạo nữa sao? Hơn nữa, còn có đại sư Murphy Lốt ở đấy, đến lúc đó, chắc chắn cái tên nhà quê Diệp Thu này sẽ sợ tới mức ngay cả dám cũng không dám đánh. Cứ như vậy, anh ta không chỉ có thể thay đổi ấn tượng của mình ở trong lòng Lâm Thanh Nhã mà còn chiếm được trái tim của Lâm Thanh Nhã cũng có thể gian dạy Diệp Thu một cách nghiêm khắc để rửa sạch mối nhục này, lấy lại thể diện và danh dự mà anh ta đã đánh mất trước đó. Chuyện này chính là một mũi tên chúng hai con nhạn, nghĩ vậy, trên mặt của Ngô Tử Diệp tràn ngập sự đắc thắng, chỉ suýt chút là cất tiếng cười to ngay tại chỗ thôi. Trong lúc nhất thời, trong lòng Ngô Tử Diệp tràn đầy tự tin, ngẩng đầu ưỡn ngực, lúc bước đi cũng rất nhẹ nhõm. Nếu như không có lực hút của trái đất thì có lẽ anh ta đã bay lên trời từ lâu rồi nhìn thấy ngô tử diệp đang vênh vang đi về bên này, triệu thư đình cũng không kịp chờ mà vội hỏi, tử diệp, thế nào rồi? Đại sư Murphy Lốt có đồng ý không? Dì yên tâm, tôi đã liên hệ rồi, không có vấn đề gì cả, hiện tại chúng ta có thể đi gặp đại sư Murphy Lốt. Ngô tử diệp xua tay và nói với vẻ mặt tự mãn. Thật sao? Vẻ mặt của triệu thư đình lập tức tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ, bà ta lập tức nhìn lâm thanh nhã nói, thanh nhã, con đã thấy chưa, Tử Diệp rất có năng lực đó, cậu ấy lại có thể giúp con hẹn gặp Đại sư Murphy còn không mau cảm ơn Tử Diệp đi. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 260